Em thì muốn có vợ, nó muốn chủ yếu là muốn lập gia đình, có con cái là mình có thể có mình mới mạnh dạn, mình dám làm này kia. Nếu vợ có ngành y giỏi nữa là mình cũng như hợp tác mình phát triển luôn. Phụ nữ biết làm ăn gì nữa, mình có thể đầu tư tiền cho làm ăn. Ừ, rồi ngon luôn. Nữ muốn mở tiệm thuốc bắc thuốc tây gì mình có thể đầu tư. Ừ, rồi ngon luôn. Tại em làm dành dụm cũng được, cũng hơi bồng bồng. Khá rồi hả, bồng hả? Trời ơi, không có khá lắm đâu. Tay mình nghèo lắm. Khoảng mình không có nhiều gì đâu, cũng dụng nhà mình có khoảng mười mấy cây, dụng 11 cây cũng được khoảng. Rồi ngồi đi em trai. Dạ, em tặng cho anh cái thang thuốc bổ. Trời ơi, mới gì đây mới vô tặng rồi. Dạ. Thuốc bổ hả? Dạ bổ thận á anh. Uống bổ gì? Dạ bổ thận trắng dương. Bổ thận tăng hả? Cường sức bổ thận trắng dương. Mới lên làm cho thận tôi yếu lắm mà. Rồi cảm ơn em. Rồi xin mời nhà gái. Để đây nè. Bây giờ mình giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn ha. Xin kính chào anh Quyền Linh, ban tổ chức, chị Hồng Vân và các quý khán giả, anh chị, với chào bạn gái của mình. Em tên là Tôn Đức, sinh năm 80. Em làm ở Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh. Ừ. Em thì hồi đó giờ học ngành y, đi làm ngành y không à. Làm ba tiệm thuốc bắc á. Em có hai bằng, bên bằng y sĩ đa khoa với y sĩ cổ truyền. Giỏi quá nhờ. Rồi em đi làm công tiệm thuốc bắc không à. Làm lâu năm rồi. Còn em nè, mình giới thiệu về mình nào. Lời nói đầu tiên cho em xin chào chị Hồng Vân ạ, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả quý vị khán giả có trong phòng quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Giang Thị Thoa, được 20 tuổi, cách đây 18 năm ạ. 20 tuổi, 18 năm. Em sống mà làm việc ở Tây Ninh, em đến từ Tây Ninh ạ. Dạ em làm giáo viên cấp 2 ạ. À, mình dạy môn gì? Dạ em dạy môn thể dục. Ồ, trời em ơi, ở Tây Ninh luôn hả? Lành dạ. Luôn. Hỏi đi, hỏi Tây Ninh chỗ nào, hỏi đi. Dạ, em ở Tây Ninh, cho mình hỏi em ở xã nào, huyện nào hả em? Dạ, em ở thành phố ạ. Thành phố Tây Ninh ạ. Gần không? Gần, gần. Anh ở đâu vậy anh? Mình ở trên xã Thái Bình đó em. À, xã Thái Bình em biết ở đó. Cô giáo nói luôn về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, em có tính tự lập cao. Em thích gọn gàng, ngăn nắp. Em có thể làm được rất nhiều công việc. Điểm yếu của em là ngại tiếp xúc với người lạ, đông như vậy em hơi bị khớp, hơi mất ướt. Đó là điểm yếu của em. Bạn trai ơi, có cái thuốc nào mà chữa bệnh nhút nhát được không vợ? Cái đó mình uống mấy thuốc bổ tâm á, bổ tim á. À đúng rồi, cà khịa người khác uống thuốc gì hết em? Dạ cái cà khịa là cái vẫn tính vui, không có uống thuốc gì hết. Vậy là bó tay rồi đúng không? Cái cà thuốc gì là mà cho nó bớt cái thần kinh mà bị tăng động á cơ. Chứ bây giờ làm mai làm mối mà tăng động quá. Mình bị tăng động quá, nói nhiều gì tùm lum á thì cũng uống mấy cái thuốc bổ tâm. Đừng cho uống tráng dương nữa. Đã tăng động uống mấy bài thuốc đó trị về tim mạch thần kinh á cho nó điều chỉnh. Tặng đi tặng thuốc đi. Tặng tráng đây quá. Thì uống mấy cái thuốc nói chung là rối loạn. Tặng cho okay, thôi, em tặng chị đâu cũng dạ. Tặng cho cô Vân là thuốc khác. Cả dạ thuốc đẹp. Này là thuốc bổ khí huyết phụ nữ cho đó, đẹp phụ nữ. Đó phải như vậy. Mình cũng nói cho bạn thấy cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi để cho bạn cảm nhận. Dạ điểm mạnh của mình thì mình kinh doanh cũng được mà mình yếu mình không có dám làm gì lớn hết, nhút nhát. Dù... Nhưng mà cái thuốc này là do em kinh doanh ở nhà hay như thế nào? Dạ cái này em không có kinh doanh ở nhà, em đi hốt ra, nhà em không có hốt thuốc, nhà em thì bán ra tiền. Còn thuốc thì em đi làm mướn ra hồi đó giờ đi làm mướn. Tức em bán giùm cho người ta đúng không? Dạ. Tức là bán thuốc cho người ta. Em thì muốn có vợ, nó muốn chủ yếu là muốn lập gia đình, có con cái là mình có thể có mình mới mạnh dạn, mình dám làm cái này kia. Nếu vợ có ngành y giỏi nữa là mình cũng như hợp tác mình phát triển luôn. Điểm yếu là hơi nhút nhát với em dở dở anh Văn di tính nè, em không có bằng, em không giỏi, em không biết nữa. Không hỏi anh Văn hả? Dạ anh Văn di tính, hồi đó anh Văn thì em cũng học biết. Dạ mà giờ sao em không biết nữa. Điểm mạnh của em là em không có bị người ta rủ rê và tệ nạn xã hội gì, em không có rủ, không có bị. Thí dụ người ta mướn em giết con chó thì em không bao giờ. Không bao giờ giết đúng không? Em là người cũng như em có đạo Phật, em tu, em mà đi lỡ đạp con ốc gì cái em cũng hào đau lòng. Em thì muốn nghiên cứu những cái thuốc tàn là chế cho thiệt hay em chế nhà thuốc hay lắm, sao mà em cải tiến là thuốc hay lắm. Okay, em có thuốc vừa trị bổ thận nè, bệnh mộng tinh trị không hết em trị được. Cô đang đi tìm người bạn gái hay đang đi giới thiệu đang... thuốc vậy? Từ bây giờ tôi thấy tôi nói chuyện thuốc không à? Nhức mỏi luôn, với đổ mồ hôi tay chân luôn. Đây chị đang bị đau gai cuộc sống. Đau
không chị, hai người lo chị phải cần mang đi em rồi thôi gái tao bên đây còn, cái thuốc nào mà yếu sinh lý em giới thiệu chị Vân luôn đi. À nên đó là phải giới thiệu cho ông, mắc cười quá à. Thôi cái đó là nói chuyện riêng với anh Linh nghe, ngồi giới thiệu thì thuốc hoài. Rồi bây giờ á, bây giờ mình sẽ nói về vấn đề nếu vậy thì em đã có người yêu chưa? Em là chưa có người yêu cô ạ. Năm nay là mình nhiêu tuổi ta? Lớn tuổi lắm mà, 40, 41. Bạn bên đây 38 nè. Chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ. Còn em sao nè? Dạ, đó, có mối tình nào chưa nè? Em đã trải qua được 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là mối tình thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây 3 năm. Mà mối tình đó quen lâu không? Dạ, em quen được 3 năm ạ. Nhưng mà em nghe cái bạn trai bên đây tâm sự như vậy thì em có cảm nhận gì về cái người đàn ông ngồi bên kia rào? Em cảm nhận thì chắc bạn đó cũng nhút nhát giống em, cũng chân thật. Nói chung bên đây hiền, nó chưa có người yêu luôn á. Chưa có người yêu luôn. Hồi đó giờ em có nắm tay bạn gái không? Hồi đó em chưa có nắm tay. Em hồi đó năm đầu tiên em mới học, có cái cô đó cũng đẹp lắm, cổ vô động làm quen với em, cổ xin số điện thoại gì tùm lum á. Cổ tên Nguyễn Thị Lụa, cổ tốt nghiệp rồi, cổ nói toàn lại giỏi không à. Và cuối cùng em mất cái điện thoại, cái em không có liên lạc được. Trời ơi, mất số điện thoại, trời ơi. Cổ xin số chưa nắm tay con gái luôn. Chưa, tính định rủ cổ rủ đi đâu uống này kia, chưa có gì hết à. Ví dụ nói như... chung mình có cảm giác chứ mà tại mình nhát quá, hoàn cảnh gia đình mình nói chung lận đận lắm. Thí dụ như có cô gái nó tự nhiên nó mời anh đi khách sạn, anh em dám đi không? Mình phải tìm hiểu người ta mới đi chưa tự nhiên đi. Tìm hiểu là nhanh hay chậm? Nhanh. Tìm hiểu nhanh á. Vậy được. Đúng cái thôi. Tìm mình hiểu không... nhanh là được. Dạ thôi. Mình không phải bê đê đâu anh. Tại người ta nói mình chắc giới tính nữ gì chứ mình không. Có ai nói em vậy không? Có, hồi đó có một số người ta hỏi mình phải BD không, sao mình không có vợ. Cái mình nói mình nam, mình thích phụ nữ lắm. Đúng rồi, người ta thích nữ. Ha. Dạ. Thì em thấy hai cô gái ngồi kia đẹp thì sao? Đẹp thì mình cũng ngắm nhìn người ta. Thái thích không? Thích chứ mình có quyền yêu bằng mắt, mình không có dám động người ta. Bây giờ em có dám nhìn hai cô gái đẹp kia không? Cũng nhìn. Có liếc phải không? Dạ, liếc. Thì là được, có liếc. Mình thích cái đẹp lắm, người nào đẹp mình cũng thích đó. Có chàng trai đẹp thích không? Dạ không. Em ước ao một người con gái như thế nào nè? Thì cũng người đẹp, dễ nhìn, thương yêu gia đình, chung thủy. Phụ nữ biết làm ăn gì nữa, mình có thể đầu tư tiền cho làm ăn. Trời ơi, ngon luôn. Nữ muốn mở tiệm thuốc bắc, thuốc tây gì mình có thể đầu tư. Trời ơi, ngon luôn. Tại em làm dành dụm cũng được, cũng hơi bộn bộn. Khá rồi hả, bộn hả? Trời ơi, dành không có khá lắm, tối người ta mình nghèo lắm. Khoảng mình không có nhiều gì đâu, cũng dùng nhà mình có khoảng 10 mấy cây, ví dụ 11 cây ví dụ khoảng. Quan trọng có nhiều cây. Mà nói chung cuộc sống mình lại tiết kiệm dành dụm chứ không phải là mình. Mà nhà mình làm mặt tiền hay là trong hẻm nè? Nhà mình tại trong hẻm. Anh có nhà mặt tiền, qua nhà anh mở tiệm thuốc luôn, anh bao hết luôn. Miễn sao em bốc thuốc thôi được rồi. Dạ, em bốc được, đứng tiệm thuốc bắc được, thuốc bò, thuốc ớt. Em bốc được hết đúng không? Chế được, em chế được hết luôn. Bốc thuốc miễn phí luôn nha, được không? Cũng được mà, thuốc bắc nó mắc tiền, thuốc nam thì em không biết nhiều á. Em làm toàn là thuốc bắc không à. Chuyện đó anh đi dân lo. Dạ, thuốc nam em không biết, em đâu cần lo nó đâu. Không biết nhiều. Thuốc bắc thì em biết nhiều, em dùng thuốc bắc không à. Thì em tưởng tượng cái bạn bên đây có đẹp giống như em suy nghĩ không? Vừa phải cũng được rồi, em không quan trọng quá, em quan trọng là sinh con đẻ cái là được rồi. Để nấu giỏi với thừa kế sự nghiệp thôi. À, để thừa kế sự nghiệp. Tài sản được thôi. Em, chứ nhà em đơn câu quá à, nữa, không có ai kế tài sản hết, là tài sản nhiều nữa. Nhưng khi không ai kế thừa hết à. Con em thừa hưởng cái gì của em? Dù thừa hưởng những cái bài thuốc bí truyền. Cái thuốc gì mà là bí truyền của gia đình em, trị cái bệnh gì? Dạ, giờ thuốc em là thuốc bao tử nè. Bao tử, xoan trị dạ. Rất nhiều người cần bí quyết cho anh. Dạ. Đi anh làm miễn phí hết luôn. Với thuốc bổ thận á, bổ thận uống cho nó đen tóc, chứ đừng người bệnh mộng tinh trị không được, em trị được, em trị được bệnh mộng tinh. Sau đây chị phải lấy số điện thoại của em, rất nhiều người cần cái bài thuốc của em nha em nha. Hỏi gia đình cái đi, rồi đúng xong rồi là mình mở rào nha, để rồi, cho các bạn gặp nhau. Em đi với ai vậy bé? Dạ em đi với hai đứa em họ em, với lại ship phó của em và tất cả các bạn ở trên cơ quan em ạ. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Em chào anh rể. Đó chịu rồi đó, chịu rồi đó. Dạ. Em thấy anh thì rất là hiền, chân thật. Với lại thời gian gặp nhau ở đây thì cũng rất là ngắn, không thể tìm hiểu hay là hết một người được, nên em hy vọng là anh chị cho nhau cơ hội bấm nút để tìm hiểu và đi tới hôn nhân. Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai em trai? Dạ, em tính đi em gái, sáng ba ở nhà nó coi ba, nó không đi được. Rồi, tại nhà em đơn chiếc quá. Để anh lo cho.
đại diện đàn trai chào đàn gái. Đàn trai tôi là ngon lành luôn, còn duyên 100%, không phải là con gái. Chưa chắc anh. Mà tư tưởng thì mình thích, mình biết mình nam nữ chứ mình thích phụ nữ, chứ mình đâu có thích nam đâu. Yêu phụ nữ lắm. Chứ mà tại vì mình nhát. Em thì em hơi nhát vậy thôi. Em thì em cũng men lắm chứ em cũng không phải thì mị đâu. Hai em gặp nhau hai em sẽ cảm nhận điều đó. Nhưng mà anh đại diện đàn trai, anh có thể nói đàn trai xác nhận 100% là đàn ông. Anh có nghề thuốc, cái này tôi cũng muốn học nè để cứu nhân độ thế. Dạ. Có dạy cho anh không? Thuốc thì giá tiền không biết có tiền không. Thì tiền anh trả nè. Dạ, thì cái nữa thì em truyền sao? Thôi vậy là mai mốt có truyền cho em trước đi rồi hỏi tới con, chứ chưa truyền cho em thì sao truyền cho con được. Dạ, truyền cho vợ con, đúng rồi. Dạ. Bỏ thì mở rào. Bắt đầu. Tặng quà nè, đứng lên tặng quà nhau nè. Đứng lên tặng nhận quà. Tặng cho mình hả? Cảm ơn em nhiều, cảm ơn em Thoa. Quà mình đâu? Ủa, quà mình đâu ai hả? Trời đất ơi. Nói chuyện quên. Tặng em thuốc bổ huyết, thuốc bao tử. Dạ, em cảm ơn anh hay à. Lắm nè. Dạ, 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 cảm ơn sang xong là cải cách cũng hay lắm. Cảm dạ. Cúm luôn, đi trúng mưa trúng nắng cũng không cảm cúm. Dạ, dạ. Hồi đó coi bắt mặt con có bệnh gì không? Dạ chứ không có đâu. Thằng em cảm ơn anh nhiều à. Dạ, dạ. Ủa sao bên đó em mở ra coi cô gái tặng em cái gì? Nói ý nghĩa của món quà coi làm sao, cái gì vợ? À, dây nịch. Hả? Dây nịch. Sao em lại tặng dây nịch vậy cưng? Thì ý nghĩa em khi em tặng sợi dây nịch cho anh ấy thì khi mà anh ấy đeo sợi dây nịch đó vô thì anh ấy sẽ tưởng tượng được đến với em luôn ở quanh người anh. Anh cảm nhận về em như thế nào? Em thì tướng cũng đẹp. Thấy em cũng cảm ơn anh. Cô giáo là mình thích. Dạ, em cảm ơn anh. Gia đình mình có mấy anh em ha? Mình có người em à. Nói chung cuộc đời mình nó cũng lận đận lắm, tới giờ mới tính lập gia đình. Chứ dòng họ mà bên Mỹ mình gì cũng kia, mình lo lập gia đình kia đi. Chứ mình cứ đấu tranh làm hoài cũng vậy. Có vợ, có con là một mặt mình mới phát triển lên. Mình có niềm tin mình mới làm được việc lớn. Nè, anh có gì hỏi em không? Mỗi sáng em xuống đây bận gì? Em sáng đi xuống bận gì hả em? Dạ em đi bằng ô tô ạ. Ô tô hả? Dạ. Em đi bằng gì? Em đi bằng đi bằng xe đò, xe buýt thôi mà. Ngồi cái gian gì được không? Chúc em có cho anh gian không? Nếu như anh không ngại. À, mình gian. Trời ơi, vậy được quá rồi. Ví dụ một tuần mình gặp em mấy lần à? Nói chung mình ở đó mình cũng gần nhau thì mình chỉ làm công việc hành chính của nhà nước thôi thì từng bãi lần vẫn được. Thì lúc đó em dẫn em tại vì đi em rảnh buổi tối mà. Ăn lẩu, ăn gì cũng được mà hả không? Ăn mấy cái quán lớn lớn, mấy quán là đồng đồng. Em cảm nhận thế nào về anh hả em? Em thấy anh hiền. Cũng nhút nhát tựa tựa giống như em thì nhát, nhưng mà khi mà em thấy mình tỉnh lại thì cũng được được. Để nhát hơn em. Dạ, nhát hơn em. Em thấy anh cũng chân thật. Vậy chừng nào mình đến nhau được, em thích con trai hay con gái hả em? Nói chung thời gian thì cũng không giải quyết được tất cả. Khi mà mình làm quen nhau thì mình tìm hiểu được nhau, không cần phải thời gian 5-3 năm, 2-3 năm gì hết. Cả 2-3 tháng cũng được nếu như mà hiểu nhau. Em thích còn sinh con gái. Thì em dĩ nhiên là em cũng thích hai đứa rồi, một trai một gái thì ai cũng thích như vậy, nhưng mà con nào cũng là con. Được không? Con nói được rồi. Cổ nói này. Còn em có được còn, không? Dạ đi. Em mình được, em được á anh Linh. Sao em biết chịu. Được? Và xin muốn xin nhiều em cũng chịu, ba bốn đứa cũng được. Tại vì em đi làm nhà nước thì chắc là không xin nhiều được rồi, chỉ hai đứa thôi. Dạ, đúng rồi. Vậy gì đẻ liền được không? Dạ chịu liền, em khoái có con lắm. À, thích trai hay gái? Dạ trai gái gì cũng được, em thích dài bữa con gái nữa cho nó đi Mỹ. Trời ơi, con lạnh con đi Mỹ luôn. Có con gái là dòng họ em sẽ cho đi Mỹ hết. À, tại vì gia đình bạn này ở bển hết gia rồi. Gia đình em dòng họ bên Mỹ không à? Mỹ nhiều lắm. Con trai cho đi đâu? Con trai cho nó học bác sĩ. Rồi bây giờ là tiến được tới không? Con gái. Dạ được, dạ được. Em tiến tới, nắm tay cô gái coi, tiến tới. Hát bài nào tặng con gái hát coi. Hát bài tỏ tình tiến coi. Tiến tới, nắm tay. Trời ơi, cô giáo thể dục phọt đẹp quá. Cô nắm tay gái lần nào đó. Bắt tay trước coi. Thì bắt tay, ta nắm tay chứ, bắt nắm hai tay vô. Rồi nhìn nhau đi. Hát bài tặng tay ảnh lạnh quá anh ơi. Chưa nắm tay con gái lần nào đó em. Anh lấy mình tỉnh lên anh hát đi. Mình hát ha. Mình hát ha. Mình xin hát bài Ai cho tôi tình yêu đi. Dạ. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng,
Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Xong. Xong. Đứng nguyên, nắm tay nguyên. Rồi, lâu lâu mới nắm được lần, mấy chục năm mới nắm tay đó, 40 năm đó mới nắm tay con gái đó. Ừ. Em cảm nhận thế nào em? Cũng thích mà cũng hồi hộp. Thích hả? Dạ. Thích nhiều không? Thích nhiều. Thích nhiều không? Nhiều hả? Cái tay đó nắm thấy làm sao? Thấy tay em ấm áp. Ôm cái thôi. Dạ, ôm cái. Ôm chặt vô để nguyên tội. Trời ơi, để nguyên. Chưa? Để nguyên luôn. Để nguyên, đó. Đưa dựa đầu vô thế tôi chụp tấm hình. Dựa vô. Dựa im luôn nha. Để nguyên. Để nguyên luôn. Chụp cái hình coi. Trời ơi, nhắm mắt luôn nè, thấy chưa? Trời ơi, không biết coi. Vô rồi. Để tay nút bấm đi em. Rồi, đếm luôn. 1, 2, 3. Rồi. Vô. Yeah. Cặp này nôn lắm rồi. Rồi ôm luôn, được luôn rồi đó. Bắt đầu hẹn hò luôn rồi. Vậy em cho mình số điện thoại luôn ha. Dạ. Cho anh số điện thoại luôn ha. Rồi. Đương nhiên là phải cho rồi. Có nha rồi. Chúc mừng các bạn. Giữ lấy tất cả món quà này. Người quen của em đi nấu ăn ở bệnh viện bố, đi thăm bệnh viện tâm thần ở trên Tân Uyên này nọ. Bạn trai bên đó thì chị nghe, bạn trai nói nhỏ quá nhưng mà chị vẫn nghe được là rất thích đi làm việc từ thiện, những công tác xã hội. Thì còn em thì em có, ngoài những công việc của em thì em có khi nào tham gia những hoạt động xã hội nào không? Lúc mà còn đi học thì em tham gia nhiều, còn bây giờ tại công việc của em không có thích hợp thời gian nhiều. Em có thích làm những công việc nội trợ của phụ nữ không? Ví dụ em biết nấu ăn không? Dạ em biết nấu ăn, nhưng mà người ta nói em nấu không ngon. Không ngon? Dạ. Nên là em muốn tìm một người để có thể thưởng thức những món ăn cho em nấu. Ủa là sao? Em kêu người ta thưởng thức. Không ngon sao? Sao bạn? Ngon. Lạ nha. Lạ là sao anh? Rất lạ. Bạn tên là gì? Em Trần Bảo Anh. Trần Bảo Anh. Dạ. Bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. 27. Bạn đang làm nghề gì? Em làm bên may mặc hoàng trang. Bạn may quần áo gì? Thầy chuyên về đồ nữ. Bạn may được bao nhiêu năm rồi? Em làm là 6 năm. Lý do tại sao người ta không may quần áo nam mà bạn thích may quần áo nữ? Thích được đo cho các bạn nữ. Mệt ghê. Đơn giản cho anh Linh cũng hỏi nữa. Thấy bên đó bạn nam xuất hiện là thấy cũng vỗ tay rồi dữ lắm nha. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Rất là duyên dáng, rất là đáng yêu. Mời em may rồi. Em trước tiên chị hỏi đầm em là em may hay em mua? Dạ em mua. Mua hả? Hồi đó giờ em có mặc đồ may không? Dạ cũng có mà. Có hả? Dạ. Giờ chị sẽ giới thiệu cho em một người bạn luôn luôn may đồ cho em mặc, em chịu không? Dạ chịu. Dạ chịu. Em tên gì nè? Dạ em tên là Nguyễn Thị Lý. Nguyễn Thị Lý. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi. Em đang làm gì? Lý đang làm gì? Em đang làm quản lý ca tại Pizza Hut Việt Nam. Quản lý gì em? Quản lý ca. Quản lý ca là sao em? Tức là cái một cái ca đó thì cần một người, một hoặc là hai người quản lý. Mình sẽ điều phối công việc cho các bạn là sắp xếp nhân sự, rồi cuối ngày mình tổng kết giờ công lao động rồi tính doanh thu. Giỏi quá, giỏi quá. Anh ơi, bên đây là hiện giờ cũng công việc làm vậy là tương đối ổn định. Sẵn sàng để cho bên kia đo và may. Làm trong cái nghề này luôn luôn đo quần áo cho nữ vậy, không lẽ từ đó giờ bạn làm nghề 6 năm bạn chưa đo cho ai mà bạn thấy hợp lý với mình hết á? Dạ thường em chuyên về đầm đi tiệc với lại đồ cưới. Nhưng mà khi mà cưới đó em là xong đó, em đo hết cơ hội. Trời ơi, nói gì tôi không nghe hết trơn, tôi phải đứng gần cái màn áp lô tay. Tôi không tin rằng bạn đến 27 tuổi rồi bạn còn muốn đến đây để hẹn hò. Không lẽ bạn không chưa hẹn hò với ai à? Dạ đến đây hẹn hò thì em nghĩ là hẹn hò lần cuối anh. Dạ tại vì em 27 thì 3 năm nữa là 30. 30 chưa phải là già. Dạ. Chị 30 chưa già nhưng mà tới đó ổn định được rồi chị ơi. Tới đó ổn định là vừa. Dạ. Tại con 20 là em tới 50 rồi. Tính xa quá, lo xa dạ. Quá. Một người đàn ông biết lo xa vậy là rất là tốt, rất là yên tâm khi mà một người phụ nữ được nương tựa. Em dự định chừng nào em lấy chồng? Chắc khoảng 2 năm nữa chị. 2 năm nữa lấy chồng. Dạ. Là hợp luôn đó, bên kia 27 muốn 3 năm nữa là có con, bên đây em 2 năm nữa lấy chồng có bầu, 1 năm 3 năm đẻ vừa. Chị đùa
người em một tí thôi. Và chị hỏi nè, tính cách của em là như thế nào, em tự giới thiệu luôn. Của em thì mọi người thường thường con trai thì thấy anh em hiền, còn con gái mà chơi thân với em thì sẽ nói là không hiền như vẻ bề ngoài. Nhưng từ bản thân em thấy là em hiền hay là em dữ? Em thấy em hiền. Em sở thích của em là gì? Em thích cái gì? Ở nhà một mình. Nhà một mình không sợ à? Em tự thích kỹ ha, tự kỷ ha. Thời gian đó đi làm về thì em thường thường em muốn ngủ, xu hướng ngủ nhiều hơn, ít đi ra ngoài đường. Còn bạn đi làm về bạn thích gì? Thì đi làm về cũng ngủ một mình. Bạn thích lắm, bạn thích gì? Dạ. Tại công việc của em thì làm thời gian rất là nhiều, tốn thời gian nhiều, em khi về nhà tối. Bạn có hoạt động gì ngoài xã hội không? Nếu có thời gian rảnh rỗi thì em có đi từ thiện với mấy người quen của em, đi nấu ăn ở bệnh viện bún, đi thăm bệnh viện tâm thần ở trên Tân Uyên này nọ. Bạn trai bên đó thì chị nghe bạn trai nói nhỏ quá nhưng mà chị vẫn nghe được là rất thích đi làm việc từ thiện, những công tác xã hội. Để còn em thì em có, ngoài những công việc của em thì em có khi nào tham gia những hoạt động xã hội nào không? Lúc mà còn đi học thì em tham gia nhiều, còn bây giờ tại công việc của em không có thích hợp thời gian nhiều. Em có thích làm những công việc nội trợ của phụ nữ không? Ví dụ em biết nấu ăn không? Dạ em biết nấu ăn, nhưng mà người ta nói em nấu không ngon. Không ngon? Dạ. Nên là em muốn tìm một người để có thể thưởng thức những món ăn cho em nấu. Ủa là không sao? Ngon mà em kêu người ta thưởng thức. Không ngon sao thưởng thức? Em phải nấu ngon người ta mới thưởng thức chứ. Không, thì từ đó người ta sẽ đưa ra được những cái khuyết điểm của em đó, thì em sẽ cải thiện để em sẽ nấu cho người ta ngon hơn. Thì theo như chị nhận định là em rất là dễ thương, một cô gái hiền lành, vừa phải. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc tại sao mà em ế được ta? Chị không tin đâu. Chứ một người như vậy quá khả ái duyên dáng sao mà nó ế được? Thì cái lý do cũng bình thường chị. Tức là khi em xác định quen một ai đó thì em xác định lâu dài. Đa phần những người thích em thì thường thường kém tuổi em ha. Có một số đó, một số người thì không có phù hợp với tính cách của em. Bên đây cao tuổi hơn chắc chắn rồi. Bạn thích mẫu người thế nào? Dạ ngoại hình thì cân đối là được rồi. Sao? Cân dạ. Đối được không? Dạ. Nhưng mà cân nặng được không? Nặng bao nhiêu anh? Khoảng 60 gì đó. Thì nếu mà em thích thể thao thì em nghĩ là chắc được. Và bạn rất là tỉ mỉ trong công việc của bạn. Bởi dạ. Vì may đầm dạ hội, áo cưới rất tỉ mỉ. Dạ. Vậy thì bạn có tỉ mỉ trong công việc nội trợ nấu ăn này kia không? Nấu cơm thì cái việc nó không tính, nó dài quá rồi. Còn đồ ăn thì chiên trứng, luộc rau, chấm nước tương. Bảo anh giỏi giang như vậy đáng lẽ phải chăm sóc cho nhiều phụ nữ, người ta thích em chứ sao em ế được Bảo anh? Dạ anh, tại vì không có thời gian gặp chị ơi. À là lo tối ngày cứ lo nấu ăn với may vá không vậy đó hả? Lý do tại sao bạn để đầu lạ vậy? Đầu lạ là đầu sao anh? Lạ lắm. Lạ lắm, lạ lắm. Lạ là sao? Anh làm em tò mò quá à. Lý do tại sao bạn để gì vậy? Mấy đứa bạn chơi chung với em làm anh tóc nhiều. Cái thằng đó nó bạn thân của em. Nó làm tóc ấy, chắc cho em cái kiểu kia nó ngắn ngủn rồi. Nó ngắn lại hồi năm trước. Cái đó bây giờ nó vẫn không tìm được cái kiểu nào mà hợp với em á. Thế là cái thì nó tìm không ra thì em cứ để em đợi nó. Để đi từ đây dài tới đây. Dài tới dưới đây là tới đâu? Trời ơi thôi để tôi coi nha. Tôi tò mò quá. Tóc mà để dài tới dưới đây. Coi chừng tóc dài hơn em á. Dài lắm, tóc dài lắm. Để tôi coi. Chỗ nào cũng lạ. Rồi cái gì sao vậy? Sao vậy? Dạ. Sao này không để dài cái gì luôn? Dài luôn. Ngược lại. Nó không dài chị. Sao vậy? Dạ. Rồi cái chỗ cần dài không chịu dài. Dài đi. Rồi bây giờ cái này là còn dài nữa không hay tới đó là ngưng rồi? Dạ tới đây ngưng rồi. Rồi sao hai bên này không dài luôn rồi chơi kỳ vậy? Dạ tại đang đợi khúc trên đây có làm gì vậy mà. Đợi khúc trên này coi làm gì rồi mới biết hai bên đây là sao. Dạ. Để chị hỏi em biết thắt bính không? Em biết thắt bính không hả? Thắt kiểu đơn giản thì em biết thắt. Chị nghĩ là nếu mà hai đứa mà bắt đầu quen nhau mỗi ngày đi ra đường em phải mất hết 15 phút để thắt bím.
không phải bím tóc cho em mà bím tóc cho người ấy. Chị coi rồi rồi đó, chị biết bên kia là sao rồi đó. Bây giờ em nói cho chị nghe mẫu người lý tưởng của em sao để chị so sánh coi được không? Còn không được thôi mình chia tay. Em thích những người đeo mắt kính, răng khỉnh, có nụ cười duyên, tóc cắt ngắn gọn gàng. Đeo mắt. Đeo mắt kính, có răng khỉnh, nụ cười duyên, tóc gọn gàng. Đây rất gọn, chủ ngắn, chủ không. Người đó phải biết quan tâm về gia đình nhiều, tức là biết sửa xe hoặc là những cái đồ vật trong gia đình mà hay bị hư á chị. Biết sửa đồ đó, biết may đồ kìa. Dạ. Sửa xe, biết không? Sửa ống nước. Sửa ống nước biết không? Dạ biết. Sửa quạt. Dạ biết, sửa điện. Sửa điện. Dạ. Rồi bây giờ trước khi anh qua bên đây nè, anh xem mặt cái đối phương của em á. Dạ. Anh muốn hỏi là em đang cảm nhận thế nào về đối phương bên em bên kia? Hiện giờ em thấy ổn. Thấy ổn đúng không? Dạ. Rồi để anh xem có ổn không nha. Không chỗ nào chê. Xinh là xinh quá, xinh là xinh ghê, xinh không chỗ nào chê. Anh dễ thương thiệt. Thế của em đâu có nói đùa, chẳng bao giờ em nói đùa cả. Nhưng mà anh nghĩ nếu mà em làm cái đầu mà giống bên kia còn hợp hơn nữa. Được anh. Mập mạp. Dạ. Múp miếp. Dạ. Mũm mỉm. Dạ. Dễ thương. Lý, mẫu cái người mà trong đầu em hình tượng, em thần tượng cái nhân vật nào? Đó là ca sĩ Hà Anh Tuấn. Hả? Rồi trong đó Tuấn bên đây giống Phạm Anh Khoa. Thôi em nghĩ là chúng ta không nên làm mất thời gian của nhau nữa mà phải cho hai bạn trẻ nhìn thấy nhau thử xem ánh mắt đầu tiên nào. Như thế nào, trao nhau cái nhìn đầu tiên. Dạ. Đi phải nhìn từ sau tới mới ấn tượng. Kéo màn lên. Thôi anh chơi kỳ quá, cứ vậy hoài à. Đó nữa. Qua thôi, mặt qua tôi hỏi bạn nữ, bạn thấy thế nào? Ấn tượng. Ấn tượng. Ấn tượng khó phai. Cảm nhận của bạn, mái tóc này có đẹp không? Không có đẹp. Rồi bây giờ xin mời bạn trai. Chúng ta có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Chào đấy. Dạ. Anh không có giống Hà Anh Tuấn. Nhưng mà châm trước anh hát nhạc nhà anh Hà Anh Tuấn được. Châm trước anh hát nhạc Hà Anh Tuấn được không? Là hay lắm á. Tiếp đi. Dạ. Tiếp. Bối rối quá vậy. Bối rối quá vậy, chưa mới có 1 phút mà. Cảm nhận thế nào về bạn nữ bên kia? Chị dạ. Tường đâu có nói sai đúng không? Rất là duyên dáng cả. Dạ. Xinh là xinh là xinh. Dạ. Em thấy anh nói anh thích người nhỏ con. Hình như em hơi không hơn. Người mà... người cân đối là được. Này không cân đối nhưng cân nặng chút. Về tập đi bộ. Dạ. Giảm cân. Em thích thể thao đúng không? Không có thích. Không thích. Em chỉ em thích có một người tạo cho em cái động lực để sau này em có thể giảm cân. Hết thời gian. Hết thời gian. Ta có tay, ba khách để sao? Để nhấn chuông, mời hai bạn để tay vào chuông. Đây, cái chuông đây. Và nếu các bạn đồng ý hẹn hò, các bạn sẽ nhấn chuông. Không đồng ý, khỏi nhấn chuông. Một, hai, ba, bắt đầu. Hết thời gian. Mời hai bạn. Không bạn nào nhấn chuông cả. Tại sao em vẫn là màu xanh? Tại sao em là nam, tại sao em không nhấn chuông? Dạ tại vì có nhiều điểm không đáp ứng. Không đáp ứng được. Theo em điểm nào không đáp ứng? Anh Tuấn anh. Tự ái, tự ái, tự ái. Bây giờ em đâu em hát thử một khúc nhạc nào của Hà Anh Tuấn chị nghe coi giống Hà Anh Tuấn không? Về bên làng quê yêu dấu, có anh che quê vẫn chờ. Đạm về sinh còn ngơ ngăn nhớ, chỉ tâm sinh tươi ngày xưa. Sao bây giờ nè, bây giờ chị mới hỏi Lý nè, Lý có muốn suy nghĩ lại không? Lý thấy mình có vội vàng trong nhận xét quá không? Tại sao em lại không chọn bạn trai kế bên? Em nghĩ là em không hợp với anh. Cái lựa chọn của anh.
Em dự đoán là anh sẽ không bấm chuông. Em dự đoán. Dự đoán anh không bấm chuông nên em không bấm luôn. Dạ đúng rồi. Nếu anh bây giờ nói anh nhấn chuông lại thì em sao? Chắc là không có cơ hội lần hai đâu. Cơ hội lần hai. Dạ. Tôi nghĩ rằng bạn gái đây rất là dễ thương và bạn trai cũng rất dễ thương. Ai cũng đẹp trai đẹp gái cả. Rất tiếc họ chưa gặp nhau ở một điểm nào đó. Chật một cái nhịp gì đó rồi. Là đó. Lỡ một cái nhịp cầu, lỡ một chuyến đò, lỡ một vé xem phim. Hy vọng rằng trong cuộc đời chúng ta mãi mãi là những người bạn tốt với nhau. Biết đâu có điều gì đó sẽ xảy ra thì sao? Có thể và không thể. Dù gì thì cũng cảm ơn hai bạn đã tham gia với đồng hành cùng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và hy vọng là trong cuộc sống các bạn sẽ luôn luôn có được những niềm vui, những niềm hạnh phúc mà các bạn đang mong muốn và chờ đợi. Chúc hai bạn được nhiều sức khỏe. Cảm ơn hai bạn. Chắc tôi đi coi giùm cho nha. Dạ. Thầy đi. Mẹ mẹ. Ông mà có người khác được cạo đầu ông á nha. Coi đằng kia có trẻ không? Làm gì em chớp mắt với anh dữ vậy? Em chớp không chừng anh chọn à. Sao anh thấy sao? Thì giống người mẫu không? Giống siêu siêu mẫu quá. Em ơi, em tên là gì vậy? Dạ, em tên là Thanh Hoài. Ừ, Thanh Hoài, Hoài năm nay bao nhiêu tuổi nè? À, dạ, năm nay em 23 tuổi ạ. 23 tuổi. Dạ. À, anh Linh ơi, bên này á, Thanh Hoài 23 tuổi của em á nha, em nói anh nghe nha. Tướng là y như là siêu mẫu luôn, anh nhìn là anh choáng liền, anh muốn nhìn em, anh phải ngước lên, là ngước lên cao. Đúng rồi, siêu mẫu giờ mỏng lắm đúng không? Siêu mẫu luôn á. À, bây giờ chúng ta sẽ gặp chàng trai chúng ta cái đã. Xin mời, chàng trai xuất hiện. Hello. How are you, Phan Thanh Kiều, Sít Đạp Liền? Gì vậy? Gì vậy Linh? À, nó chơi cho vui thôi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hồ Đức Lập. À, hiện nay em 24 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đức Lập? Dạ. À, Đức Lập có cằm trẻ nha. Cái này là trẻ thiệt hay là mình tự trẻ vậy? Cái này là trẻ từ trong bụng mẹ trẻ ra. Còn trẻ chỗ nào nữa không? Dạ chỉ có cái cầm thôi chị. Ờ vậy hả? Trẻ tùm lum là chết luôn à. 24 tuổi. Dạ. Hình như bạn cũng hơi già trước tuổi à. Dạ đúng rồi. Tại vì em sống tự lập từ nhỏ. Tự lập? Dạ. Sống một mình hả? Còn nhỏ 10 tuổi là em sống một mình ở dưới quê, là sống tự lập, ở nhà là tự lo mọi việc hết. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở ngoài miền Trung, ở Quảng Bình á. Quảng Bình? Dạ. Quảng Bình quê ta ơi. Dạ. À, bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vô đây khoảng được 14 năm rồi. Từ xưa giờ sống một mình? Dạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ thì em đang là nhân viên hành chánh của công ty khai trí ở bên quận 7 ạ. Tức là bạn làm văn phòng? Dạ đúng rồi. Rồi. Hoài ơi, hiện giờ công việc của Hoài là gì nè? À, hiện tại em là chuyên viên xuất nhập khẩu, bên giấy tờ và hồ sơ mọi về thủ tục về nhập khẩu. À, có nghĩa là mình cũng làm văn phòng luôn, mình giấy tờ luôn vậy. Dạ. Là có một sự tương đồng giống nhau rồi Linh nha. À, hai người làm văn phòng hết. Nhưng mà Hoài nè, rồi ở trong chỗ làm của em nó xuất nhập khẩu thì chị nghĩ cũng có nhiều nhân viên nè, rồi tiếp xúc cũng nhiều người nè, mà em vẫn chưa tìm được một người nào cho riêng mình sao? Phòng của em thì toàn là các anh không à? Thì các anh là mình nhiều cơ hội đó. Các anh là ngon rồi. Các anh là ngon rồi. Nhưng mà các anh toàn có vợ, có người yêu hết rồi chị. Thế rồi vậy ở nhà có hối thúc em trong cái chuyện lập gia đình lắm không, hay là cứ nghĩ là đi làm cái đã? Dạ không, ba mẹ em cũng dục miết chị. Dục miết luôn hả? Bên kia dục hả? Bên kia dục lấy chồng rồi đấy. Dục miết luôn. Bên đây sao đây? Dự định sắp tới của bạn là gì? Hiện tại thì em đang làm công việc của công ty, nhưng mà em dự định sau này là em sẽ mở một quán ăn. Tôi tự em làm chủ rồi sẽ học làm đầu bếp luôn. Hiện tại em có thể nấu ăn được, cho nên là dự định tương lai của em. Nấu ăn được? Dạ, đi chợ, từ giờ nấu ăn được. Tự đi chợ luôn? Dạ. Hay quá, vậy ta chắc là nấu ăn ngon lắm nè. Nghe anh bên kia nói thì em hơi khoái rồi đấy. Hơi khoái rồi hả? Mỗi người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Nói chung thì ai chẳng thích trai đẹp. Rất là thật tình, rất là thật tình. Chị rất là thích em. Mình thích sao mình cứ nói thẳng thắn như vậy. Em gái ơi, em Thanh Hoài ơi, cho anh Linh hỏi là em nói rằng gái ai mà chẳng thích trai đẹp đúng không? Nhưng nếu trai gặp trai đẹp mà hơi điệu đẻo chút đồng ý không? Em đều lại anh. Ôi trời ơi. Công nhận bạn bên kia hay rồi nha, cá tính à. Bây giờ cái chính là bên đó có đẹp trai hay không, mà muốn biết vậy thì bên đây sẽ qua coi. Đây ngon, chắc chắn ngon. Ngon, tôi mà tôi nghe cái gì mà trẻ trẻ là tôi nghi ngờ lắm á. Bây giờ em cứ ngồi yên đây bình tĩnh. Dạ. Để chị qua đi xem.
Chị coi coi là có đạt cái chuẩn của chị em mình không, chứ chị là cũng thích đẹp trai lắm. Dạ. Sao chị? Trời ơi, trẻ dữ vậy. Cái này giống như là mình sáng nay có lấy chút lộ nghẹ rồi trẻ vô đây vậy đó, cho nó ngồi làm như muốn khoe cái cầm trẻ cái rờ rờ gì hoài. Không có râu rồi, đừng có râu. Nhưng mà nó nghe nè, chị nghĩ là em nên xóa cái mục ruồi ngay đây đi. Tại vì đàn ông á, mục ruồi ở gần gần khu vực mắt á, người ta nói là mục ruồi trích lệ, là hay khóc lắm. À bây giờ không lẽ giờ mình rủ người ta đi chơi 10 lần người ta không đi rồi mình khóc? Không. Kỳ lắm á nha. Thì chị thấy không được rồi đó. À. Các tường qua thấy thấy cũng chấm rồi đó. Tôi coi tướng đàng hoàng chứ bộ. Trời ơi. Nhưng mà giờ anh hỏi em nè, nãy bạn kia nói mẫu người yêu rồi, bây giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của em là người như thế nào? Nói chung là bạn ấy hiền, biết qua yêu thương, quan tâm, chia sẻ, như đó là đủ. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Vậy thì tôi nghĩ rằng bạn đã có rất nhiều người yêu, chắc chắn là phòng bạn sẽ có nhiều đối tượng như vậy. Dạ không, em không có, cho nên là em mới tới đây, chứ nếu mà có rồi thì em đâu tới đây để tìm hiểu. Chính xác. Đừng có nói tới đây kiếm thêm nha. Không có. Em một, chỉ một là một thôi, chứ không có hai là hai đâu. Chỉ một là một đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc chưa? Chắc. Chắc tôi đi coi giùm cho nha. Dạ. Thầy đi. Thầy em, thầy em. Ông mà có người khác tôi cạo đầu ông á nha. Rồi bên kia có trẻ không? Làm gì em chớp mắt với anh dữ vậy? Em chớp không chừng anh chọn à. Sao anh thấy sao? Thì giống người mẫu không? Ở bên đây cũng có trẻ, mà trẻ mấy? Mấy trẻ tới đây nè. Nãy giờ tôi tưởng đâu kính cổng cao tường lắm, đâu có đâu. Nguyên hàng rào để hở luôn. Hấp dẫn lắm. Dạ. Dễ thương. Sao bạn thấy hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Bây giờ gặp nha. Nè tôi nói bạn nghe, tôi có góp ý nhỏ nhỏ nè. Bạn gặp phụ nữ á, bạn đừng có nhìn lên về hoài. Nói chuyện người ta cứ nhìn lên về hoài, tôi tưởng mình chảnh. Dạ. Phải nhìn thẳng vô mắt đàng hoàng nha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi mà. Rồi gặp. Rồi chúng ta chuẩn bị. Rồi kéo màn lên đi. Bình tĩnh. Ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau và quyết định. Nào xin mời. 2 phút bắt đầu. Mình tên là Lộc, bạn có cảm nhận gì về mình không? Quê anh cũng hàng xóm của quê em. Em Hà Tĩnh. À Hà Tĩnh thì mình quê mình cũng ở gần đó. Tiếp đi. Thì bạn có thường về quê không? Dạ có anh ạ. Năm em về 1 hoặc 2 lần. Vô vấn đề hai đứa đi, cái gì quê hoài vậy? Thì anh tính mà quán ăn à? Thì dự định đây là đang dự định sau này sẽ làm ở quán ăn. Cũng đồng quan điểm với em đấy. Mở đi, có người ăn rồi đó. Dạ. Còn một phút nữa. Không biết nói gì chị ơi. Không biết hỏi gì hết. Đi, tiếp tục đi. Bạn thấy mình sao? Trời ơi. Gì vậy trời? Làm gì sao vậy? Bạn giờ sao tâm lý sao? Bỏ anh... không? Nhìn lên không nhìn, giờ nhìn xuống rồi kìa. Không cho ta nhìn lên chi, người ta nhìn xuống. Hết thời gian. Bây giờ hai ta hết rồi, trao đổi xong hết rồi, nhìn ngắm nhau cũng xong hết rồi, đẹp trai đẹp gái gì cũng thấy hết rồi. Bây giờ các bạn có 3 tiếng đếm của anh Quyền Linh thôi. Đây là những khoảnh khắc hết sức là quan trọng đối với hai bạn. Nhấn nút hay không nhấn nút? Suy nghĩ cho kỹ nha. Tính cho kỹ nha. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Trời, có tặng quà luôn vậy. Cái đó gì vậy bạn? Nãy giờ sao anh phát hiện hả? Giống không giết đâu mà hay vậy? Dạ, cái này là tranh làm từ cát hả chị? Dạ, là tranh cát hả? Dạ. À, lý do tại sao bạn tặng nó cho bạn gái? Dạ thì tại vì khi hồi xưa có đây khoảng 2 tháng thì công ty em tổ chức đi du lịch ở ngoài Phan Thiết á. Ừ. Thì em cũng dự định là mua một món quà về đó. Sau này mình tìm được một người nào đó hợp với mình tặng cho người đó đem quà. Gì vậy? Chưa có đối tượng luôn mà chuẩn bị quà sẵn. Phải nói chơi vậy thôi. Nói chơi chứ bữa mua tính tặng cô kia. À mà cô kia có không có tổn thương. Bỏ đi. Không có thiệt tình gì hết chứ. Phải không? Không có, không có. Tôi nói chơi tôi cài thôi chứ không có đâu nha. Lý do tại sao bạn đồng ý nhấn nút để hẹn hò? Dạ tại vì em thấy một số
quan điểm của bạn thì giống ý của em, cho nên là em thấy hợp, cho nên là em chọn bạn. Còn em, tại sao em đồng ý chọn bạn trai kế bên? Dạ, em ấn tượng với những người bạn trai biết nấu ăn lắm chị. À, ấn tượng với những người bạn trai biết nấu ăn. Dạ. Chỉ biết nấu ăn thôi là được rồi. Dạ không, với ai thấy anh ấy cũng hiền hiền. Em chỉ bắt nạt. Hiền không? Hiền hiền, em dễ bắt nạt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nắm tay nhau để chúc mừng buổi gặp mặt đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời. Bắt tay chứ không phải bắt tay. Bắt tay chứ không phải bắt tay. Làm gì bộ đội với bắt tay. Nắm tay. Dán hả? À, hồi lúc trước á là em nói là bạn trai của em á là phải cao 1m7. Tại vì em cao 1m6 nên ảnh phải cao hơn em một cái đầu. Nhưng mà tìm hoài 23 năm nay rồi. Bạn cảm giác thế nào khi bạn ngồi trên cái ghế đỏ này? Em. Hả? Em. Bạn tên gì? Em tên Nguyễn Văn Thắng. Nguyễn Văn Thắng, nhiêu tuổi? 28 tuổi. Làm nghề gì? Em làm IT. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra. Em tên gì? Dạ, em tên Dương Thúy Vi ạ. Dương Thúy Vi. Dạ. Vi năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. 23, đang làm gì? Dạ em học trường Đại học Ngoại ngữ Tinh thần Thành phố Hồ Chí Minh, khoa du lịch khách sạn. Ở bên đây lanh lắm nha anh Linh. Trời ơi. Bên đây khốn vừa đây. Bên đây vô nhìn tôi nhìn, tôi nhìn lên nhìn lại. Chống nạnh nữa. Bạn làm IT bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm 4 năm. 4 năm rồi. Bạn hiện nay đang làm công ty hay là làm riêng? Hiện tại thì em đang mới nghỉ ở công ty ra mà em đi nằm ngoài. Nghỉ công ty? Công ty cho nghỉ hay bạn tự nghỉ? Em tự nghỉ. Tự nghỉ lý do? Dạ, em định hướng là sau này có thể mở cửa hàng hay là công ty gì đó. Mở công ty đi. Cái này là một khát vọng rất là lớn. Chúc mừng bạn. Hàng ngày công việc của em làm gì? Em tự giới thiệu về mình. Em là cán bộ đoàn hội, tổ chức những cái chương trình cho các bạn sinh viên. Rồi đi từ thiện tới mái ấm nhà mở. Rồi vùng sâu vùng xa vậy đó. Bạn thấy bạn nữ bên kia là sinh hoạt đoàn đội rất là nhiều. Nó rất là lanh. Bạn có sợ gặp phụ nữ lanh hơn mình không? Tại vì em thích những người như vậy. Thích những người như vậy? Em là không có lanh gì mấy, cho nên là em thích những người lanh hơn em. Trời ơi, tôi thấy lanh muốn chết còn là không lanh gì mấy nữa. Hai người này mà lấy nhau về rồi mở công ty rồi không biết nói hết luôn, nhân viên là ngồi đính khe hết luôn. Tiêu chuẩn của bạn là bạn gái như thế nào? Em thì người bạn gái đó là một người năng động, hướng ngoại. Hướng ngoại là thích Việt kiều sao? Bạn có biết hát không? Dạ, em thì biết hát. Biết hát, có thể hát một câu rồi đó tặng bạn bên kia để lấy lòng bên kia. Một câu trong bài hát vì đó là em. Vì đó là em. Không cần biết em là ai, không cần biết em ở đâu, không cần biết làm sao ta yêu em băng qua ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em khi chỉ biết đó là em. Đó là hay em đấy. Đó là em hay đó, đó là em. Cũng hay đấy. Em ơi, chị muốn em nói rõ hơn về cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình như thế nào. Đầu tiên là anh phải thẳng. Thẳng là sao? Là không có cong. Là cái gì? Anh phải thẳng là sao? Là sao cái câu này? Cái gì kỳ vậy? Thế là không có thẳng, cong là sao? Anh phải mang tính chứ chị. Tại vì dạ. Cái phạm trù, cái câu hỏi tôi hỏi đi đơn giản mà trả lời nó phức tạp, hại não dữ vậy trời. Như là tại vì em, bạn bè của em có nói em nam tính. Nên ảnh phải nam hơn em. À, chứ mà yểu điệu một tí xíu là không có được rồi phải không? Dạ dạ. Ngoài cái đó ra, vì vóc dáng. Vóc dáng hả? À, hồi lúc trước á là em nói là bạn trai của em á là phải cao 1m7. Tại vì em cao 1m6 nên ảnh phải cao hơn em một cái đầu. Nhưng mà tìm hoài 23 năm nay rồi. Nên em hạ tiêu chuẩn là cao nửa cái. Nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi tìm 23 năm. Hôm nay nhiêu tuổi mà tìm 23 năm cô? Ý là 23 năm chưa có. Trời đất ơi. Nên em hạ tiêu chuẩn xuống rồi cao nửa cái cũng được. Tức là 1m65. Dạ. Bây giờ 61 được không? Tiếp đâu ta tốt hết, ta đạt hết rồi. Giờ ta từng thiếu có 4 phân không được. Em cho anh mang giày mà độn gót lên tí. Anh thấy nó đường này là cũng khá tốt quá. Bên đây hình như cũng đáp ứng nhu cầu cũng được các bạn ha. Nhưng mà vấn đề bên kia lãng mạn, bạn có lãng mạn không? Em thấy thì em bình thường, không khôn ấy. Tôi thấy quá khôn. Khôn là mình tưới nước vô. Phải lãng mạn chút xíu nữa, phải năng động lên nữa ha bạn ha.
Không, bây giờ để cho gặp nhau để cảm nhận chứ nói hoài không biết cảm nhận thế nào. Nên anh nhìn trước coi cô ấy như thế nào nha. Kiểm tra giúp bạn trước đó nha. Chào bạn. Dạ chào anh. Bạn cảm nhận như thế nào về người bạn của bạn ngồi bên đây? Dạ cũng được. Cũng được. Anh thấy cũng được. Dạ. Hả? Cũng thẳng. Không có cong, thẳng thẳng như như cái cây vậy đó. Tôi nhìn cũng được á. Cao không? Bữa tôi cao không? Cao không? Cao, bên đây cao. Trên mét 65 không? Để chị coi thử nha. Mét 61 mất công tốn tiền độn giày. Gì vậy trời, nhìn tôi làm nhìn một mắt gì trời. Đúng như cái cây thiệt. Đứng lên chị coi thấy coi có đủ mét 65 không? Trời, sao xung đột vậy? Cây thẳng đứng không cong chút nào luôn. Đúng nhu cầu bên kia. Hơi thiếu ăn đó nha. Nha, bây giờ ăn nhiều chút nha. Ăn nhiều nhưng mà nó không có to được. Mình dây mà. Đúng không ạ? Rồi, được rồi đó. Xích đau Ly. Mang giày thấp lắm em. Mình độn giày lên được. Không sao cơ. Có điều chia bớt bệnh chút thịt. Hơi thiếu thịt. Chuẩn bị, màn đầu kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau. Và trong 2 phút đó bạn các bạn quyết định xem có đồng ý hẹn hò với nhau không. 2 phút bắt đầu. Dạ em. Dạ chào anh. Em học học bên báo chí. Dạ không, em học nhà hàng khách sạn. Dạ chào. Vì sao nhìn lên trời không vậy? Nhìn thẳng vào mắt nhau kìa. Anh có ngại ra đường đó nhưng mà tao nói mình là số 10 không? Anh nghĩ số 10 cũng đẹp mà. Điểm 10 chất lượng đó. Em thấy anh có đủ thẳng chưa? Dạ cũng đủ. Nhìn sao biết thẳng, nhìn sao biết cong. Hết thời gian bạn. Và bây giờ là giây phút lắng động. Chúng ta chỉ có 3 khắc đếm, 3 khắc để mà quyết định xem mình có hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao em lại không chọn bạn trai cái tên? Dạ, bạn làm IT. Em thích mẫu bạn trai là hướng ngoại hơn. Tức là năng động hơn. Còn IT thì hơi khô cứng tí. Vậy còn em, tại sao em không chọn bạn gái? Em có bấm mà sao nó lại nó lên. Bạn có bấm đúng không? Mà nó có bấm kìa. Muộn màng quá. Có bấm. Bấm nó chậm. Có bấm nhưng mà hơi chậm. Bạn có buồn hay không khi bạn nữ không bấm? Nói chung là cũng hơi buồn. Và chúng ta phải phát huy, chúng ta phải năng động hơn chút xíu nữa. Điều sai nữa thì cũng chúc mừng bạn, hai bạn đã... Bến Tre hả? Dạ. Con làm tại thành phố luôn hả? Con đang học ở thành phố. Học thành phố luôn. Dạ. Rồi cái tương lai á, con sẽ như thế nào? Con định dạ, con dự định là con sẽ học tiếng Nhật xong rồi con vào công ty Nhật con làm. À. Dạ. Con vào công ty này làm không? Công ty MCV có tiếng Nhật. Dạ, nếu như mà bên chương trình có mời thì con leo con làm luôn cũng được. Ở chương trình này là rất nhiều điều kiện. Dạ. Có thể lên đây, bởi vì nếu học tiếng Nhật lên đây là rất là thuận lợi cho con ha. Dạ. Rồi, tình yêu thì đừng nói xa cỡ nào, nó yêu nhau thì cỡ nào cũng tới cho nó. Dạ. Bây giờ con không thích điều gì đàn ông nè? Con không thích sự gia trưởng. Gia trưởng. Dạ. Rồi gì nữa? Nói tiếng một, nghĩa là nói trả lời một tiếng á. À. Dạ. Người ta hỏi thì trả lời một tiếng thôi, con không thích gì đó. À. Dạ. Với lại là hay thích kê tủ đứng người khác. Dạ. Hay kiểu kê tủ đứng người ta, ta làm gì kệ, ta sao kệ, ta mắc mớ gì kê hoài. Rồi, trai giới thiệu về mình đi. Xin chào MC Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào bạn nữ cùng chơi, xin chào toàn bộ quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trần Nguyên Hoàng, cấp bậc trung úy, chức vụ trung đội trưởng, đơn vị công tác hiện tại là trung đoàn 31, sư đoàn 309, hiện đang đóng quân ở phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Quê quán của tôi thì ở Hà Tĩnh. Năm nay 24 tuổi. 24 tuổi hả? Dạ. Trẻ quá trời đất nha. Không ai nghĩ bạn ở Hà Tĩnh hết hả? Nói tiếng Nam gặt luôn. Bà bên đó bao nhiêu tuổi? Do điều kiện là tôi sinh ra và lớn lên ở trong miền Nam nên là nói tiếng miền Nam. Đúng nhưng rồi. Mà khi về quê thì mình vẫn có thể nói tiếng Hà Tĩnh. À, chúc giới thiệu từ Hà Tĩnh thôi nha.
Xin xin nói nghe nè, qua chưa nghe rõ là bên đó bao nhiêu tuổi? 24 tuổi. 24 tuổi hả? Đúng rồi. Wow, trẻ dữ vậy đó. Hoàng, 24 tuổi, cấp bậc trung úy. Rồi, còn mời mình, nhà gái. Mình giới thiệu dạ, đi. Dạ, xin chào cô Hồng Vân và chú Nguyên Linh và khán giả trường quay. Rồi, em tên là con. Nguyễn Huỳnh Xuân Lan. Em đến từ Bến Tre, em nay 23 tuổi ạ. 23 tuổi? Dạ. Trời, hai đứa nhỏ xíu vậy đó hả trời? Dạ, công việc của em thì em vừa làm việc từ Nhật Bản về. À, em từ Nhật Bản về. Dạ, hiện tại thì em đang đi học nâng cao tiếng Nhật lên ạ. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Về lâu chưa? Dạ, em về được 9 tháng rồi. 9 tháng rồi, vậy dạ. Là trước dịch đó phải không? Dạ, trước dịch. Có cách ly chưa? Trước dạ. Dịch mà cách ly gì ông? Dạ, con về hồi năm, con về tháng 12 lận. Trước cũng cách ly chứ. Rồi nè, hỏi nè. Dạ. Hồi đó ở bên Nhật thì mình học hay là mình đã làm rồi? Dạ, con đi làm. À, con đi làm. Dạ. Rồi sau khi về đây, rồi lý do gì lại thích lấy chồng bộ đội vậy trời? Một phần là ngưỡng mộ cậu con ngày xưa là cũng làm trong quân đội. Ừ. Rồi một phần là ngày xưa con cũng thích học bộ đội nữa nhưng mà không có cơ hội nên thôi. À, vậy dạ. Đó hả? Vậy cuối cùng là cũng phải lấy bộ đội cho bằng được để dạ. Mà gọi là tức quá mình không được làm bộ đội đúng không? Dạ. Vợ chồng mình phải làm bộ đội. Dạ. Rồi bây giờ á, sẵn vậy cái mình nói luôn cái điểm mạnh của mình với điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh của con là biết nấu ăn, hòa đồng, vui vẻ. Dạ. Ừ. Điểm yếu. Dạ, điểm yếu là dễ tin người, dễ quên. dễ tin mà dễ quên. Dễ tin, dễ quên và đặc biệt là thích ăn. Ừ. Điểm yếu thích ăn nghĩa là con ăn mà mỗi lúc mỗi nơi nên khó giảm cân nên nó điểm yếu của con. không sao, cùng tim của cô. Vậy là con hợp với cái người kế bên đó con. Tôi tự nói rồi. Bên đây ta tự nói không nghe hả? Bực mình. Rất hợp luôn. Rồi, bên đây đàn trai điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của mình thì về tính cách là một người vui vẻ, hòa đồng và thích nói chuyện tiếp xúc như là với các bạn mới. Mình biết chơi thể thao, mình cũng biết một chút về chơi đàn cũng như là ca hát, một chút về ngoại ngữ và vi tính. Ngoại ngữ hả? Dạ. Nói tiếng gì? Hồi đó mình thích học tiếng Anh. Tiếng Anh hả? Bên kia biết nói tiếng Anh không? Dạ, con biết nói tiếng Nhật thôi. Rồi, vậy hai đứa tự nói tự nghe luôn. Không, cái ngôn ngữ đó xài khi nào gây lộn. Dạ. Bực mình là cứ đứa tiếng Nhật, đứa tiếng Anh thôi kệ. Dạ. Hiểu không? Dạ. Rồi, giờ mình nói nè, bây giờ mình đã có mối tình nào chưa nè? Dạ, tới giờ thì con chưa có mối tình nào dắt dài cả. Chưa có đúng không? Dạ. Bởi vì cô cũng nghĩ vậy cho nên là cô phải hỏi là đã có mối tình nào chưa? Dạ. Lúc qua Nhật còn nhỏ quá mà đúng không? Dạ. Và chỉ có đi làm mà thôi đúng không? Dạ. Ở bên đó cuộc sống nó rất là gọi là hối hả. Dạ. Không có thời gian để cho chỉ mình làm và làm thôi. Dạ. Chính xác. Rồi về đây 9 tháng rồi mà cũng chưa có người yêu luôn. Dạ chưa. Lý do tại vì việc là lý kém do quá COVID. Đúng không? Dạ không, là do COVID. COVID sao tìm người yêu được. À COVID hả? COVID cho nên COVID. Rồi. Em trai có mấy mối tình rồi? À con nói đối với con thì không chưa có mối tình nào gọi là chính thức, con chỉ có quen và tìm hiểu thôi. Tìm hiểu thì, được mấy tháng? Dạ, tìm hiểu được khoảng 3 tháng. Nên, còn đến nay là chưa có mối tình nào là chính thức. À, dạ. Mới tìm hiểu 3 tháng chưa có hợp nhau đúng không? Dạ. À, vậy là được á, hai đứa còn trong veo luôn á. Trong veo luôn nè. Thôi mà cái tuổi này trong veo là đúng rồi. Đúng rồi. Đứa 24, đứa 23. Chào cưng. Chào cô. Nói nghe nè. Rồi cưng, nếu mà chưa mình chưa có yêu bao giờ đó, tức là mình chưa có mối tình sâu đậm nào á, thì bây giờ cưng muốn cái người bạn gái của mình phải ra làm sao? Con thì con muốn một người bạn nữ là về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, có một chút hài hước. Rồi là một người nhanh nhẹn, tháo vát, biết chăm lo cho gia đình, biết nấu ăn. Còn về nơi ở của bạn đó thì có thể là ở những khu vực gần nơi con làm việc và sinh sống, ví dụ như là ở Biên Hòa hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực lân cận. Để tiện trong quá trình mà mình tìm hiểu. Mình có thời gian. Có thời gian. Ủa, nãy cứ nói cứ ở đâu cô quên. Dạ, con ở Bến Tre. Bến Tre. Bến Tre. Bạn này ở tới Bến Tre là
Nếu mà ở Bến Tre thì nếu mà có dịp mình vẫn xuống đó được. Sao quá anh có chịu không anh? Hơi xa xíu. Xa đâu. Gian gặp sẽ bớt lại. Bến Tre không có xa đâu. Bớt lại thôi. Rồi nhưng mà ngoài cái yếu tố mà địa hình ra thì tất cả những cái gì mà Cưng nói nãy giờ là bạn này có tới 90% những cái điều mà Cưng nói rồi. Dạ vậy là quá tốt rồi cô. Đó thì bây giờ chỉ còn vấn đề địa lý mà thôi ha. Còn con sao, con muốn cái người quân nhân của mình phải như thế nào? Dạ trước tiên là kính trên nhường dưới. Dạ con cần người kính trên nhường dưới, lịch sự, chân thành, thật thà. Có cần đẹp trai không? Dạ không cần đâu. Cao là được. Cao to không? Dạ cao, cần cao 1m67 trở lên là được rồi. Cao 1m sao nè? Giờ mình nói nghe coi mình mét nhiêu nè. Con 1m65. Nhưng mà đi giày lên thì chắc cũng lên được 3 phân. Thời điểm đó. Này bây giờ thời buổi này giày độn cả 10 phân không có lo gì trên á. Dạ. Đúng không? Dạ. Con mét nhiêu? Dạ con 1m63. 1m63 người ta 65 cao hơn, trời ơi. Cao hơn tới 2m luôn mà sợ gì. Trời ơi, hết hồn, tôi tưởng ngược lại con. Ơi, chiều cao không nói lên chứ vấn đề gì cả. Quan trọng là mình thấp mà nhiều người phải ngước nhìn. Xích qua tôi nhìn mà gái xíu coi. Ngước đi. Dạ chào chú Nguyên Linh. Dạ con. Chào con. Dạ chào chú. Bến Tre hả? Dạ. Con làm tại thành phố luôn hả? Con đang học ở thành phố. Học thành phố luôn. Dạ. Rồi cái tương lai á con sẽ như thế nào? Con định dạ con dự định là con sẽ học tiếng Nhật xong rồi con vào công ty Nhật con làm. À. Dạ. Con vào công ty này làm không? Công ty MCV có tiếng Nhật. Dạ nữa. Nếu như mà bên chương trình có mời thì con lên con làm luôn cũng được. Ở chương trình này là rất nhiều điều kiện. Dạ. À, có thể lên đây bởi vì nếu học tiếng Nhật lên đây là rất là thuận lợi cho con ha. Dạ. Rồi, tình yêu thì đừng nói xa cỡ nào, nó yêu nhau thì cỡ nào cũng tới chứ á. Dạ. Bây giờ con không thích điều gì ở đàn ông nè? À, con không thích sự gia trưởng. Gia trưởng. Dạ. Rồi gì nữa? Nói tiếng một, nghĩa là nói trả lời một tiếng á. À. Dạ. Người ta hỏi thì trả lời một tiếng thôi, con không thích gì đó. À. Dạ. Với lại là hay thích kê tủ đứng người khác á. Dạ. Nói chung là ông mà hay kiểu kê tủ đứng người ta làm gì kệ, ta sao kệ, ta mắc mớ gì kê hoài á. Yeah. Kê đâu, nói kê gì đâu. Mình chỉ nói dù mập mập thôi chứ đâu kê ai đâu. À, như vậy thì tôi thấy này, bộ đội á, là có một cái gọi là vững chãi ha. Dạ. Bộ đội là rất là nguyên tắc, rất dạ. là nghiêm khắc. Dạ. Kỷ luật, cái dạ. này không phải lo rồi. Vấn đề là hai đứa nhìn nhau có thể có một chút gì đó cảm tình với nhau là mình đã có thể tìm hiểu nhau được rồi. Dạ. Bây giờ con đi với ai? Dạ con đi với cậu, với chị và hội bạn thân của con ạ. À, hội bạn thân luôn á. Bạn thân là ế không? Dạ ế. Ế luôn hả? Dạ cậu ạ. Dạ, dạ xin mời cậu ạ. Xin chào nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, dạ. Hà Nội. Xin chào nghệ sĩ Quyền Linh, dạ. gốc miền Tây mà dạng dày sương gió mà rất quyết tâm, ngực tiến lên. Yeah. Hôm nay với cái tuổi 83 thôi. Nhưng mà còn ngồi ở trong cái chương trình hẹn hò lần đầu tiên đến chương trình này thì tôi thấy hai mít đã xây dựng cho cái đôi bạn trẻ cũng như là cái đôi sồng sồng có nhiều cái cặp vợ chồng rất là ấm cúng. Yeah. Mà qua chương trình thì tôi xin chào tất cả khán giả trong trường quay và đại diện thay mặt cho gia đình, cái quyền yêu thương và bấm chuông hay không là do trái tim rung động của hai cháu. Dạ. Và cái quyền hạnh phúc sau này cũng là do hai cháu. Hai mít chỉ là người để mà góp vào cái sự hạnh phúc của hai cháu mà dạ. thôi. Mà quyền quyết định là hai cháu gặp nhau và quyết định cái tương lai vận mệnh của mình sau này. Vì tôi cũng là một cái cụ quân nhân, cho nên là cháu tôi nó cũng muốn lấy chồng là quân nhân. Cho nên là nó đăng ký thì hôm nay cũng ráng sức già để mà tham gia gặp được nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xinh đẹp. Rồi Mít Quyền Linh dạng dày sương gió mà gốc miền Tây. Thì chúc cho hai cháu và chúc cho cái mối tình này sẽ được trọn vẹn. Mà sẽ là thành công sau này, chẳng những ngày hôm nay mà sau này các cháu muốn hẹn hò gì không cần đi xa
từ Biên Hòa xuống phường 2 Tân Bình thì gặp cháu tôi, hoặc là thỉnh thoảng về miền Tây ăn trái dừa, uống nước dừa xiêm cũng nhớ lại. Xin chào khán giả. Dạ con hay quá. Trời ơi, cậu 83 tuổi. Trời ơi, con tới tuổi đó con không biết còn đứng đây được không? Không, tôi trả lời luôn cho đừng không đứng được. Nằm không ạ? Thiệt ghét với sao? Đây là một MC mà chuyên môn dành đồ ăn của các bạn chơi đó thưa cậu. Có nghĩa là người ta tặng nhau đồ ăn á, là người ta chỉ được hưởng một miếng thôi, còn là MC dành hết luôn. Người ta cậu ăn dùm. Ở đây là nên tìm tình yêu chứ đây là dành ăn. Làm từ thôi đây đến 20 năm nữa thì ăn như vậy là mỡ trong máu đồ. Coi ai có mỡ trong máu biết liền á. Tôi đang trong chế độ giảm cân, tôi chưa bao giờ tôi dành đồ ăn của các bạn chơi đó. Ăn giùm thôi mà, có ngon lành đâu. Trời ơi. Cưng ơi, cưng đi với ai vậy ạ? Ta đi ai kệ ta. Đừng nói chứ. Ai cũng đi với ai kệ ta. Vô duyên ta hỏi bạn chơi mà đâu hỏi. Người không trả lời. Cưng ơi, cưng đi với ai nè? Không có đi với ai chứ á. Thấy ngộ hôm đó đàn ông vậy mệt không? Trời ơi. Buồn á thì đâu mệt. Đi với ai cưng? Dạ con hôm nay đến tham gia chương trình là có bố mẹ và có cô. Thủ trưởng có thủ trưởng chính trị của trung đoàn sư đoàn. À rồi. Dạ. Ta gặp bố mẹ trước dạ, đi ha. Xin mời mẹ trai ạ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân ạ, và em xin chào anh Quyền Linh ạ, và em xin chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. Em xin chào họ nhà gái ạ. Chào bác. Hôm ạ nay em cũng ra vậy cho em rất là vinh dự và đến đây được gặp chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và tất cả mọi người. Và em có gặp được cháu gái đây rất là dễ thương, nhanh nhẹn, hoạt bát và hòa đồng ạ. Cho nên em cũng rất muốn là mong hai cháu tìm hiểu và đến với nhau được là điều rất tốt ạ. Dạ em xin hết ạ. Dạ, cảm ơn. Rồi, mời thủ trưởng ạ. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân cùng toàn thể các bạn trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn, là thủ trưởng của em Hoàng. Đến với chương trình này thay mặt cho chỉ huy đơn vị chúng tôi cũng rất vui. Báo cáo với lại MC, hai MC xinh đẹp cùng với lại em Lan. Dạ. Là riêng đồng chí Hoàng ở đơn vị là trung đội trưởng, hiện nay ra trường được 2 năm. Qua cái quá trình học tập công tác của đồng chí Hoàng thì đồng chí Hoàng là một con người rất là tốt, tính tình là hòa đồng và là một cán bộ đoàn rất là sông sáo, biết cả hát rồi biết cả đàn, là một người tôi nghĩ rằng đó là một cán bộ nguồn sau này có thể là phát triển lên đến tá đến tướng. Cho nên là em Lan là có cái ngưỡng mộ về bộ đội thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái cơ hội. Và em Hoàng á bảo là tìm bạn gái ở thành phố Hồ Chí Minh với lại ở Đồng Nai thì tốt, tuy nhiên ở Bến Tre thì lên đây công tác và trong cái môi trường quân đội thì cũng có nhiều cái điều kiện để mình đến với nhau. Và từ Bến Tre lên đây là lấy chồng là theo chồng, về đây ở rất tốt. Và đơn vị là cũng xây cái nhà công vụ cho sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp mà khi kết hôn ấy. Yeah. Cho nên là cái điều kiện để sau này tiến tới hôn nhân. Thì qua cái chương trình này cũng rất mong là hai em là tiến tới là hẹn hò và có một cái cuộc sống là tốt đẹp. Và thay mặt cho chỉ đơn vị xin cảm ơn chương trình và chúc hai em là hạnh phúc, xin hết. Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Thấy đường tương lai bên nhà gái tôi rộng mở quá rồi. Không? Thấy thủ trưởng coi như trời, là vẽ ra một cái nhà riêng công vụ luôn. Không? Dạ, thôi mở rào đi. Mở không? Ừ, tôi với ông tạm quề nha. Thực ra mọi người biết không, Vân với Quyền Linh ngộ lắm. Cứ khi nào mà cãi nhau ở một số nào á, thì là các cặp đôi họ bấm chuông. Còn hôm nào mà ông mai bà mối á, rất là nhường nhịn nhau, rất là gọi là lịch lãm với nhau, thì hôm đó là bạn đội chơi là không bấm. Cho nên là chúng tôi phải cố tình tìm ra những cái gì đó cãi nhau để cho các bạn bấm chuông cho nhau nha. Làm như cái vía nó vậy rồi ha. Vậy rồi nha. Bây giờ mở rào nha. Mở rào. Rồi. Mở rào. Trời ơi, đứng lên đi cưng, đứng lên. Đến với chương trình ngày hôm nay thì mình cũng có một chú gấu bông nhỏ nhắn xinh xắn tặng cho bạn nữ.
Thì cũng mong là trong mọi cái hoàn cảnh của cuộc sống, thì mỗi khi bạn có chuyện gì hoặc là bạn có niềm vui gì, bạn nhìn tới con mong gì nhớ tới mình. Yeah. Và có một bức thư mình viết vội ngày hôm qua thì cũng tặng cho bạn, thì mong bạn có thể đọc nó trong chương trình này. Cảm ơn bạn. Cái thư hả? Vậy là mình đưa đây, đưa cô cầm giùm bà gấu nè. Ở cái thư mở ra coi coi là cái gì đó nè. Mình phải đọc ngay và liền. Bà gấu cưng quá. Đọc luôn cô. Romy Suyu gửi em, người con gái mà anh trong ngày hôm nay. Em có biết rằng anh đã rất hồi hộp và mong chờ được gặp em. Anh không biết là em có giống như anh lúc này không. Ngồi viết mà không biết phải viết như nên những điều gì. Anh tự hỏi mình là em cao hay thấp, làm công việc nào, tính cách ra sao. Nhưng em à, anh tin rằng anh sẽ gặp được người con gái thật sự phù hợp với anh, thật sự hiểu và sẵn sàng chia sẻ cùng anh những thử thách, khó khăn trong tương lai. Bằng tất cả những tình cảm chân thành nhất, anh cũng mong rằng chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để thông cảm và chia sẻ cho nhau, và mong cho chúng ta sớm ở bên nhau em nhé. Trần Nguyên Hoàng. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Anh có rồi, thể mở ra. Mở ra đi cưng. Dạ. Rất là đẹp. Cảm ơn bạn. Dạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Dạ, cái bút này là con mang ở bên Nhật về ạ. Cái viết của Nhật. À, dạ. Cái, một cái còn, viết. Còn... tại sao lại tặng viết? Nói một cái... lý do đi. Là có anh... cái này có thể sử dụng mỗi lúc mỗi nơi và có thể kỷ niệm. Dạ. Nào, anh cầm cái viết là anh nhớ em phải anh không? Anh nhớ em. Dạ, còn này là cộng nhân nhịch. Cộng nhân nhịch nó thể hiện sự khi mà thể hiện sự vùng ôm của em ấy. Khi mà anh làm ấy. Anh đi đâu là cũng anh có đi làm của em anh, đúng không? Lúc nào cũng có em bên cạnh. Rồi, trời ơi lãng mạn quá. Dạ. Còn miếng giấy gì nữa là cái gì? Dạ, cái đó bài hát nè. Hồi con hát tặng cho anh. À, dạ. Hát luôn đi, hồi nữa làm chi. Đó, con hát tặng cho anh đi. Coi cái bài đó hỏi cái bài gì. Coi anh có biết đờn không? Anh đờn cho con hát luôn. Con hát bài tiếng Nhật. Tiếng Nhật. À, tiếng Nhật. À, gì hả? Rồi cưng đờn hả? Cưng đờn được không? Dạ, không. Cái này là con cũng chịu rồi. Con hát bài Người tình mùa đông bằng tiếng Nhật. Ủa, Người tình mùa đông kìa, biết đờn Người tình mùa đông không? Đúng không? Phải bài đó không? Để bạn nữ chuẩn bị trước rồi bạn nó hát không có đàn nó tốt hơn. Do hôm nay con đã họng nên hát hơi hơi tệ xíu. Kuchi wo kiku no ga umaku narimashita donna yusireta hito ni demo kuchi wo kiku no ga umaku narimashita ruzu hiku tabi ni wakarimasu ano hito o ikakete kono machi e chuita koro wa mada ruzu dawara hito chuzu zakura ano hito o ikakete kurikaesu hito chigai Ichuka naki narete. Rồi. Bây giờ bạn trai tặng lại bạn gái một bài hát gì nào? À, đến với buổi công viên hình hôm nay thì tôi có một bài hát muốn gửi tặng đến bạn nữ. Bài hát được mang tên là này của anh. Rồi, đó mình vừa đờn vừa hát đúng không? Đúng ngồi rồi. Đi, dạ. Ngồi xem. Cái ghế này nó hơi 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 em
cảm ơn anh nhiều. Rồi, anh giữ ra. Dễ thương quá. Hai đứa về đàn hát cho nhau nghe cũng hay. Bạn nam ném về duyên ngầm đó nha. Trời ơi. Hiện nay là bạn nữ là đang học tập và làm việc tại Bến Tre đúng không? Mình đang học ở thành phố. Anh em chứ ở đâu mình như đây vậy? Nhỏ tuổi hơn người ta mà mình là sao? Anh. Dạ, em đang học ở thành phố. Em học ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Nếu mà trong cái tuần á thì dạ. Em có cái thời gian rảnh là vào lúc nào? Em thường thì em rảnh vào ngày Chủ nhật. Chủ nhật dạ. Là từ sáng đến chiều hay là sao? Dạ, từ sáng đến chiều luôn. Cái công việc gì chi phối hoặc là sẽ ngang cái ngày nghỉ đó không? Dạ không, không sao anh. Dạ. Anh hiện nay thì đối với theo cái chế độ thì được nghỉ á, thì trong tuần anh sẽ được nghỉ một ngày. Nhưng mà bình thường như hiện nay là anh đang nghỉ ngày Chủ nhật để dạ. anh tranh thủ buổi chiều là anh còn dạ. anh học lái xe. Dạ. Nên là mình có thể, nếu mà được thì mình có thể đi vào buổi sáng. Dạ. Anh quan điểm về tình yêu như thế nào? Quan điểm về tình yêu của anh thì tình yêu là phải chân thành. Dạ. Và nó phải xuất phát từ cả hai phía thì mới dạ. tạo nên được hạnh phúc. Dạ, duyên là do trời tạo mà phận là do con người mà. Nhưng mà đến được hạnh phúc hay không là do tự mình chọn. Rung rung quá. Vậy là em đi Nhật là bao lâu rồi? Dạ, em đi Nhật được 3 năm xong rồi em về được 9 tháng rồi. Về 9 dạ. tháng rồi là đang tiếp tục học. Dạ, tiếp tục học. Học và tiếp tục để xin vào làm. Dạ, để đi làm. Hiện tại là anh sống ở đâu ạ? Hiện tại là anh sống ở Bình Dương. Bình Dương? Ở Dĩ An. Ở Dĩ An lên thành phố thì em đang ở quận mấy? Em ở quận Tân Bình. Quận Tân Bình? Dạ. Thì gần quân đội quân khu 7. Thì từ Dĩ An mà nếu mà lên Thủ Đức á, là nó khoảng 4-5 cây số thôi. Còn Thủ Đức thì lên nó chắc gần rồi. Dạ. Anh có ngại yêu xa không ạ? Yêu xa thì trước sau thì cũng sẽ về gần. Dạ. Dạ. Dự tính của em là trong tương lai là em sẽ làm gì? Em sẽ vào công ty Nhật em làm. Em nếu như em học cao lên nữa thì em ước mơ làm một thông dịch viên. Thông dịch viên dạ. tiếng Nhật. Dạ. Nếu mà cái công việc mà như em nói là nếu mà em làm thông dịch viên thì cái thời gian mà em dành cho gia đình nó có nhiều hay không? Dạ, dạ được. Tại vì nó cũng không có bị một cái giờ định nhất định, nó có một giờ nhất định. Dạ. Khi nào người ta cần á thì mình trung tâm sẽ điện cho mình đến. Anh có biết anh có tật xấu gì không ạ? Anh có tật xấu hả? Dạ. Nếu mà ít nói là một tật xấu thì chắc anh cái tật xấu là vậy. Ít nói. Anh biết nhậu không ạ? Nhậu thì được nhưng mà anh không nhậu được nhiều. Dạ. Anh có hút thuốc không anh? Không. Dạ. Dạ vậy được. Ủa, rồi hai đứa còn nhỏ tuổi như vậy thì hai đứa định yêu bao lâu thì cưới? Nếu như mà em thì em xác định là khoảng 1 đến 2 năm nếu phù hợp. Dạ. Rồi bạn gái sao hỏi đi. Dạ. Hỏi cái quan điểm gì được không? Thì dạ em thấy được. Như vậy có được hay không? Dạ được. Tại vì mình cũng còn nhỏ nên tìm hiểu với nhau đi xong rồi hãy cưới. Quan trọng là em trai hỏi xem đồng ý đến với chú bộ đội là gặp rất nhiều khó khăn đó. Về thời gian mình sẵn sàng hy sinh cái cá nhân mình đó được hay không? Dạ được ạ. Cái đó là vì tổ quốc ạ. Con sẽ có thể chia sẻ được với anh ạ. Dạ. Hay quá. Bạn này lý tưởng rất là rõ ràng cho nên mình yên tâm điều đó. Giờ vấn đề là con hỏi bạn đi, nếu như mà con làm ở công ty nước ngoài thì bạn có lo không? Em làm công ty nước ngoài anh có lo hay không? Thỉnh thoảng thì nếu như mà em cũng sẽ đi qua nước ngoài em thông dịch thì anh nghĩ thế nào ạ? Nếu mà một đợt đi, nếu mà có thể là trong khoảng bao lâu? Thường là một tuần ạ. Nếu một tuần thì được. Dạ. Chứ bao lâu thì không được. Hỏi đi, bao lâu thì không được hả? Bao lâu thì không được anh. Nói chung thì khoảng 3-4 tuần hoặc là khoảng một tháng này kia thì dạ. hơi khó, nhưng mà nếu một tuần thì thôi. Như em đi thông dịch, ví dụ như em thông dịch lúc Covid như này em về không được thì sao anh? Nếu mà trong tương lai em nghĩ nó còn Covid nữa thì lúc đó mình tính tiếp. Dạ. Thôi đừng mong nữa, cuối năm nay là dập dịch luôn đi cho rồi. Thôi đừng mong nữa. Dạ. Thôi, con trai hỏi coi em thấy anh sao nãy giờ, nói chuyện em thấy anh sao? Thì
Nãy giờ anh và em gặp nhau thì cũng nói chuyện được nhiều rồi, thì em thấy anh là người như thế nào? Em thấy anh là người vui tính. Vui thiệt không? Mặt đó là không có vui. Không, nói chuyện cũng vui cô. Có duyên ngầm là đồng ý chứ mà vui tính là không có vui đâu. Dạ, nha. Hiền thật thà. Dạ, hiền thật thà. Thì anh thấy em sao? Anh thấy em là một người là có ý chí, cũng chịu khó để học tập và làm các cái công việc mà em yêu thích, và cũng có những cái dự định nó cũng khá là rõ ràng trong tương lai. Thì anh cũng hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, hết thời gian. Bây giờ chúng ta để tay mình nút bấm đi các bạn. Bên tay trái kìa Hoàng, bên tay trái Hoàng trên sau lưng ghế Hoàng. Rồi cả hai nhìn về phía trước. Chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra xem thời gian vừa qua. Đó, đúng rồi. Nhắm mắt lại kiểm tra xem thời gian vừa qua đủ để chúng ta rung động chưa? Để xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Đơn giản là như vậy thôi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đúng rồi. Vô duyên đối diện bất tương phùng. 3 2 1 Hết thời gian. Tôi nghe hai cái cạch cạch là tôi vui lắm rồi. Đứng lên con. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể nắm tay nhau được rồi. Nè, bây giờ... quên nữa hỏi nè, nãy nếu mà ấy thì bé trai đầu lòng hay là bé gái? Hai đứa thích bé trai hay bé gái đầu lòng? Một trai một gái. Nhưng mà đầu lòng là trai hay gái? Đầu lòng con trai con gái cũng được. Con trai hay gái? Dạ sao cũng được, nếu như anh muốn. Nếu như anh muốn là trai mà gái là gái. Dạ, song sinh càng tốt ạ. Anh muốn trai nè, anh tặng đó, trai rõ ràng luôn. Chưa chắc đâu, hồi đó tôi cũng muốn vậy đó. Hai, bây giờ mình xin phép nha. Đó, có cậu nè, có gia đình cho phép tụi con hẹn hò với nhau, xin phép thủ trưởng hỗ trợ cho tụi em hẹn hò với nhau. Bắt đầu đi. Xin phép gia đình bên bạn nữ và xin phép thủ trưởng đơn vị là qua chương trình này thì con cũng đã gặp được một bạn nữ. Thì cũng mong là hai bên là tạo điều kiện cho tụi con được có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn. Con hứa cái gì không? Cậu hỏi cậu á. Cậu đồng ý không cậu ơi? Cậu ơi, con muốn được làm quen với bạn nữ này được không cậu? Được. Cậu dễ thương lắm, cậu 83 tuổi, cậu dễ thương lắm á. Rồi bạn gái nói gì thủ rồi, trưởng đi nè. Bên đây thủ trưởng nè, cha mẹ nè. Đúng rồi. Đó, con nói gì đi. Dạ anh chắc nếu như mà ngày nghỉ thì thủ trưởng tạo cơ hội cho anh có thể lên thăm con và đi chơi với con được không ạ? Rồi ba mẹ anh nữa. Dạ hai bác có thể tạo điều kiện cho hai tụi con có thể gặp nhau thường không ạ? Tìm hiểu nha. Tìm hiểu. Càng tốt. Tốt. Đấy, bố nói tốt rồi. Rồi, thế là tốt rồi. Ha. Bây giờ quà thì cứ giữ nha. Đây, quà giữ lấy, vẫn nắm tay nhau, đừng có buông tay ra. Đây là cặp những trong cái vé bây giờ chưa luôn. Cái nụ hôn đầu tiên người ta chưa trao. Chưa hôn hả? Không đi. Chưa trao nụ hôn đầu mà. Hai đứa đều là tinh khôi hết á, chưa nào có người yêu á. Đây là cái hôn đầu tiên dành cho nhau mà cũng là một cái kỷ niệm rất là đẹp luôn ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đó. Thì bắt đầu đi trung úy Hoàng. Thôi xin ra phép thôi má. Dạ chưa trung má. Đâu gì đâu mà rung. Không rung hả? Hết dạ, rung mới hung. Không, còn rung chưa được hung. Đó. Hết rung chưa? Chắc tại bạn nữ ít đứng trên sân khấu. Rồi. Dạ được rồi. Dạ được rồi. Dạ. À, dễ thương lắm. Con là đóng mộc đầu tiên đó nghe. Người ta là chưa có ai hung nụ hết trơn á. Phải đứng với cái nụ hôn của mình. Rồi, đây là quà của Hoàng. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng, giữ lấy hai đứa đi xem phim nha. Dạ. À, để tình cảm tiếng thêm tiếng nói. Nói không biết đâu. Cái gì? Linh động. Rồi, lên chúc lập đi. Rồi, ok. Chúc là vận động luôn, nói gì đi. Hả? Nói gì? Nói gì chị chúc gắn vô cái đó. Cái gì? Để yêu nhau hơn thì gọi điện qua Mocha gì đó, đợi đi.
Rồi để tình cảm mà tiến triển rồi sớm gắn bó lâu dài thì các bạn hãy gọi điện nhắn tin và gọi video call cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc. Như vậy là chúng ta đã kết nối hai cặp đôi hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng họ sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và sớm sẽ thổi cơm chung. Tương lai xa gì đó anh không thể nào gặp được. Cho nên anh phải trân trọng những cái gì anh hiện có. Dạ. Dạ. Nói quan điểm của anh hiện đại. Còn một tháng mà anh về một lần, mà nếu mà anh có người yêu thì chắc anh sẽ về nhiều hơn. Cho chừng mẹ la. Cho chừng mẹ la. Lỡ mẹ la sao anh? Hay là có thể là anh về một lần nhưng mà một lần về nhiều hơn. Một lần về nhiều ngày đúng về một tuần hay là... Vậy đi làm tháng mà về tới tuần lễ rồi đủ việc sao trời. Thì một tuần sếp có làm anh. Dạ, chắc không sao em, tại vì ngày phép nó cũng nhiều. Dạ. Em hỏi anh, ví dụ như anh về em tháng anh về thăm em rồi xong rồi cái anh bút vé cho em qua thăm anh thì em có đi được không? Đỡ được cái nghỉ bị đuổi việc, hỏi thử biết đâu. Em có bắt bo chưa? Em chưa anh. Chưa. Dạ. Vậy là Noel này đi làm nha. Dạ. Dạ. Được không, người ta có chân ý chân thành, người ta mời qua là để chơi cho biết chỗ người ta làm, biết Singapore chứ không có ý gì đâu, đi chơi đừng có mang theo cái ly. Không phải sầm sỡ đâu nha. Đó. Không có. Ví dụ như em qua bên đó thì mở như thế nào? Thì có thể là em sẽ ở khách sạn nào đó. Em ở khách sạn với ai? Thì ở mình em chứ sao anh sao ở nhưng mà em có một cái nhược điểm là em không bao giờ ngủ một mình được. Em rất là sợ ma. Vậy nếu trong trường hợp mà em đi chơi thì em ở với ai? Em đi chơi, nếu mà đi với mấy chị đồng nghiệp thì em ở ngủ chung với mấy chị đồng nghiệp thôi. Nên là nói không ngủ mình bên Singapore. Ly ăn. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, rồi, em chào các anh chị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Cẩm Anh, năm nay 22 tuổi, quê quán em ở An Giang. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ em làm bên công ty cổ phần vaccine Việt Nam. Bên tim ngừa. À vaccine. Dạ đúng Việt Nam. À rồi em lên đây lâu chưa? Dạ em lên đây đi học là khoảng hơn 3 năm và làm việc hơn 1 năm. Chắc tầm hơn 4 năm, gần 5 năm. Hơn 4 năm rồi ha. Rồi dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Rồi mời bạn nam giới thiệu về mình. Dạ chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Chào quý vị khán giả, em tên là Hà Trấn Sang. Em năm nay 24 tuổi và quê của em ở Hóc Môn. Em hiện tại tạm thời sinh sống và làm việc tại Singapore. Dạ. Singapore hả? Dạ. Qua Singapore lâu chưa? Dạ em được khoảng hơn 1 năm rồi anh. Em làm gì bên đó? Dạ em làm trợ lý nghiên cứu trong một trường đại học. Nhưng mà dịp nào để em về đây? Dạ. Bây giờ em về em, đây em chuẩn bị xài hết ngày phép để ăn lễ Noel với lại trái Tây anh. À tức là về đây nghỉ phép. Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi kiếm người yêu. Rồi em đi dạ, làm bên kia bao lâu em mới về? Dạ thông thường thì một tháng em sẽ về một lần. Không sao, Singapore đây thì cũng có tiếng máy tới dạ, à. Cũng không có xa gì mấy. Mà em nói em làm công việc gì bên đó chị chưa nghe rõ. Dạ trợ lý nghiên cứu chị. Nghiên cứu về gì? Dạ em nghiên cứu về 3D chị. Nhưng em không có bị BD nha. Em nghiên cứu về 3D. Có cái vụ nghiên cứu 3D nữa. Dạ có anh, nghiên cứu về tái tạo ảnh 3D anh. À. Dạ. Anh tưởng đâu nghiên cứu về 3D, thế giới 3D. Nhau. Thôi, được rồi. Như vậy là chúng ta cũng có một cách xa, một cái khoảng xa nó hơi xa nha. Ủa nãy chưa nghe tuổi luôn á, đúng dạ, không? Dạ em 24 tuổi vậy, 24 em có nói. Tuổi. Rồi, bên kia 22. Bạn gái ơi, bạn nghĩ sao về yêu xa bạn gái? Dạ hồi lúc giờ em cũng ngại yêu xa. Mà giờ nếu mà có duyên đến với nhau thì chắc cũng phải tập. Giờ công nghệ mà xa dạ. Xa chứ không ngày nào cũng gọi điện FaceTime là thấy mặt nhau mỗi ngày rồi. Cho nhiều khi nói chuyện FaceTime xong đi chơi gái sao chị? Hả? Chứ có kinh nghiệm vậy luôn hả? Đoán thôi không có đâu. Sao em lại gom bó một đống vậy em? Gom đũa một bó vậy? Có người này có người kia chứ em. Rồi vậy em trai là thuộc người như thế nào? Điểm mạnh điểm yếu em sao em giới thiệu về em hết đi. Em là bản thân của em thì rất là thân thiện. Cởi mở và dễ kết bạn. Em sống tình cảm nhưng mà không quá nội tâm. Em em sao? Rùng quá. Làm trợ lý một cái công ty mà. Tại em làm với máy móc không rồi. Dạ. Cái này rùng quá. Dạ. Có điểm yếu gì không em? Khuyết điểm tật xấu gì không? Khuyết điểm của em là hay cầm ràm khi mà
trong cái một cái cuộc cãi vã mà không có ai trả lời thì em hay cằm ràm hoài, và ngủ thì em hay nghiến răng. Hả? Dạ. Cái đó nó giống như di truyền á chị. Và tại em để ý là ba em cũng như vậy. Nó tật xấu đúng không? Dạ. Bạn gái có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm em thì nhiều lắm. Đâu những cái nào nổi bật em kể ngang coi. Em lười lắm. Lười. Nhiều khi em đi làm thì dành ngày ốp là chỉ ăn và ngủ thôi. Em cực kỳ nóng tính. Nóng tính có một trường hợp cụ thể là lúc mà em đi chơi chung với nguyên một đám bạn á, thì có cái một anh đó hơi say thì ảnh giỡn là ảnh bắt tay xong rồi ảnh hôn nhẹ lên cái tay em á, xong em lấy cái liêm đập đầu đó luôn. Trời đất ơi, ghê vậy luôn hả? Dạ rồi. Tại vì em sống là một người rất là nguyên tắc, em không có thích mấy kiểu đùa giỡn vậy. Dạ. Vậy là chắc không qua Singapore sống được rồi. Lấy cái ly đập bên đầu ảnh luôn. Bể ly không? Bể chứ chị, máu quá trời luôn. Bởi vì em rất là nóng tính. Giống như em... Ngoài trường hợp đó ra đã có động thủ với ai nữa chưa? Hồi đó giờ thì chắc chưa. Nhưng ngoài trường hợp đó duy nhất thôi. Dạ. Tại vì cái anh đó anh sàm sỡ mình trước đúng không? Dạ. Giống như đàn chỉ là đùa giỡn. Thấy lo rồi đó. Thấy hơi lo rồi đó. Không có, đàn trai vậy là phải yên tâm chứ. Mình có đi công tác ở nhà bạn gái mình coi như là bảo vệ, tự bảo vệ bản thân vậy là em. Dạ đúng mừng rồi chứ. mình phải biết tự sao giữ thân chứ. Trai nghe bạn gái kể vậy thấy sao? Thầy ớn chị. Hả? Thầy ớn. Thầy ớn hả? Dạ đúng không là... sao vậy. Em cảm thấy bạn nữ này có chút gì đó có thể chăm sóc, tự chăm sóc bản đúng thân mình được. Đúng rồi. Tại vì em cũng mong muốn là người bạn gái của mình có khả năng đó. Đúng luôn. Dạ. À, bạn bè của em có nhận xét về em như thế nào không? Mấy chị trong công ty thì cũng có hay nhận xét về em thì là cái mặt em khá là kênh kiệu. À. Kênh kiệu hay là chảnh em? À, cả hai anh. Mà em lên bên quét xanh đó hả? Dạ. Nhưng mà em thấy em có vậy không? Thì lúc đầu thì em cũng không có nghĩ là em vậy, nhưng mà sau này thì em thấy là chắc do mình khó tánh mình nên người ta nghĩ mình chảnh như vậy. Ngoài cái đó ra còn điểm yếu nào nữa không? Tật xấu nào nữa không? Thì em rất là nguyên tắc. Với lại em nhõng nhẽo lắm. Nhõng nhẽo? Dạ đúng rồi. Bình thường nhõng nhẽo với ai? Nếu mà người nào thương mình thì mình nhõng nhẽo thôi. Giống như nhõng nhẽo ba mẹ. Tình trường sao? Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà tính về mối tình chính thức thì là một. Bao lâu rồi em? Hồi sinh viên năm nhất rồi, cách đây mấy năm rồi. Rồi lâu dạ. Rồi đúng không? Chắc là còn nhỏ rồi chưa có tính chuyện lâu dài nên chia tay thôi gì. Dạ đúng rồi. Lý do chia tay thì cũng vô duyên lắm, là giống như là anh đó thì cũng lớn rồi nên anh đó đòi cưới mà em không chịu. Thế thì hai người chia tay. Lúc đó cũng còn bé quá. Dạ. Bây giờ nếu được thì chuyện nào mới cưới được? Thì đủ duyên, đủ nợ thì tiến tới thôi. Rồi bạn trai sao em? Tình dạ. Trường của em sao? Tình trường của em có duy nhất một mối tình là thời cấp 3 vậy. Em quen một bạn gái năm lớp 11 và lên đầu năm đại học thì chia tay. Và trong cái quá trình em còn là sinh viên á, em cũng có tia một số bạn gái. Có tia nữa. Có tia. Có dính tia nào không? Em cũng có chủ động, nhưng mà phần lớn những bạn gái mà em tia trúng đều có bồ hết. Nhưng mà những bạn trai em quen lại chưa có bồ. Những bạn trai học chung em á anh. Chưa có bồ. Dạ. Em có tia bạn trai không? Dạ không anh. Hả? Em chỉ chơi chung với nhiều thanh niên. Chứ đừng có tia qua trúng, không trúng gái, tia trúng trai là mệt lắm nha. Nếu vậy không? Bây giờ mình bỏ qua cái chuyện mối tình đi ha. Mối tình học sinh mà không có gì hết. Dạ. Coi như bắt đầu chúng ta sẽ có một mối tình mà tôi nghĩ rằng mối tình này cũng phải chăm sóc cho nó kỹ càng để nó đi suốt ta cả cuộc đời luôn nha. Dạ. Bạn gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Em thì cũng không có mẫu người lý tưởng, nhưng mà về ngoại hình thì cũng nhìn được xíu, cao hơn em xíu. Được xíu là sao em? Em thì có 1m5 mấy, gần 1m6 thôi. 1m5 mấy em? 1m9 hay 6? Tại vì có lúc em đo là 1m58, lúc 1m59. Em muốn bạn trai cao nhiêu? Thì cao hơn em tầm 1m65 trở lên được rồi. Rồi, có gì nữa không? Mặt mày, vóc dáng. Mặt thì mũi đừng thấp quá. Mũi đừng thấp quá. Dạ. Không, mũi này không có thấp đâu. Miệng thì đừng có hô hay mớm.
Chân à? Không hô, không móm. Rồi. Mày nó móm xộm luôn á. Còn gì nữa không? Nếu mà móm thì được hơn hô. À, giữa mô và hô và móm thì chọn móm. Đúng rồi chị. Rồi. Tức là móm thích hơn hô đúng không? Đúng rồi. Vừa hô vừa móm được không? Hô móm là sao? Sao mà vừa hô vừa móm? Mấy cái đó có thể thay đổi mà em. Còn... hô hay hóm, móm đều có thể thay đổi được. Rồi còn tiêu chí gì nữa không? À, cái tiêu chí mà về nếu trai mà đó. Dạ, tiến tới mà lâu dài á thì phải có công việc nghề nghiệp ổn định. Rồi không về ngoại hình á? À, ngoại hình thì có tiêu chuẩn gì nữa không? Gom lại là trắng mập thơm là được. Trắng mập thơm. Có không? Trời, nói cho bà cười kìa. Trắng mập thơm nữa. Dạ mà đây trắng có, mập chưa có, thơm. Thơm không? Chưa thấy thơm. Nhưng mà chị ngạc nhiên lắm. Bây giờ em nói nè, anh Linh dòm thấy vậy, vậy mà sao không có ai đâu đuổi. Dễ thương. Cô rất dễ thương, nhưng cô hơi khó tính cho cô. Nói thiệt đi, là có ai đeo đuổi không? Nếu mà người ta đeo đuổi thì rất là nhiều, nhưng mà em không thích. Lý do cái gì không thích? Không thích chỗ nào? Không thích nhiều lý do lắm. Nhiều người thì ở dơ. Rồi, gì nữa? Không ga lăng. Cái kiểu như là giống như đi ăn chung thì thấy có tôm thì bóc tôm giùm. Không, em ăn em tự bóc đi, em bóc không được thôi em nhịn. Kiểu vậy. Hai em vô duyên vậy? Phải, tại chưa phải người yêu người ta đã bóc. Thì đúng bóc rồi. Bóc sợ khác đánh sao? Đâu có, đi chung hai người mà. Rồi còn ai có gì sâu đậm hơn chút nữa không? Sâu đậm thì chắc không, có mối tình sâu đậm thôi. Giọng cô này cũng lạ lắm nha. Mập thơm. Mập thơm ha. Thơm thì sức xà bông. Sức dầu thơm. Rồi, bây giờ nếu như mà có người quen em nè, mới quen thôi, không quen lâu lâu khá khá đi. Dạ. Chừng 3 tháng, 6 tháng vậy đó. Rủ em đi khách sạn. Dạ. Thì em tính thì sao? Có tình cảm với nhau rồi đó, yêu nhau rồi đó. Nếu mà mới quen chứ em đập người đó luôn á. Thì biết em đập rồi, em đập đã đập rồi, biết rồi. Bây giờ quen rồi, có tình cảm rồi đó. Ừ. Thì về nói thẳng ra, nói thẳng cái vấn đề đó ra, có thể là chia tay. Sao mà nó thẳng vấn đề ra chia tay? Tại em không thích, em thích những mối quan hệ như vậy. Nhưng ta yêu thật rồi, hai người yêu 6 tháng rồi. Thì yêu thật thì cưới đi rồi, muốn làm gì làm. Làm gì? Không, cái đó là anh hỏi thử quan điểm thôi. Ha? Nghĩa là không sống thử thôi. Đúng không? Dạ, em không thích sống thử. Nó tóm lại là đây là một cái cá tính cũng rất đặc biệt. Ha, nó khác với nhiều cái xu hướng của bạn trẻ hiện nay. Dạ. Nhưng mà được, đây là một người rất là chung thủy. Đàn trai có thể là hơi sợ đàn gái chút xíu, nhưng mà đàn gái rất là ok. Có điều gì em không bên thích? Bên trai là hơi hiền chút, đừng ăn hiếp em tôi nha. Có điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Chị qua chị kiểm tra cho nè. Người đó hiền được rồi chị. Hiền chịu ha, được em mập thơm ha. Trời ơi. Trời ơi, gì vậy? Bay luôn hả? Chết rồi. Tạo nét á chị. Mập hiền hơn đàn gái á nha. Trắng cũng trắng thì trắng, thơm thì xa quá không có nghe, mập thì không mập. Này chắc cỡ 1m65 quá ha. 68 vậy? 68 hả? Sao dạ. Thấy thấp vậy? Ủa? Bên đây sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 94. Em sinh năm nhiêu? Em 96 chị. Rồi sao mặt ông này không non dữ vậy? Mặt non choẹt vậy? Ý chị cho em già hả chị tưởng? Em 94 thì 24 tuổi. 94, 24 tuổi đó dạ. Hả? Vậy mà nhìn nhí quá ha. Rồi chừng nào mới kết hôn, nó dù quen bao lâu nữa em kết hôn được? À, em nghĩ là tại vì cái mục tiêu của em là sẽ có bạn gái và phải yêu trước năm 27 tuổi. Thì bây giờ 24 yêu được rồi đó. Rồi. Dạ đúng rồi vậy. Chừng nào cưới? Và em nghĩ là nếu mà kết hôn mà khoảng độ tuổi 27 tuổi là đẹp. 3 năm nữa? Dạ. 3 năm nữa được không? 3 năm nữa? Dạ được. Có lâu quá không? Dạ không chị. Ừ. Em cũng đâu có dự định là lập gia đình sớm. Ồ, nhưng mà yêu 3 năm mà yêu xa thì em nhắm làm sao để giữ được cái tình yêu? Cái cách nào để mà giữ được một cái tình yêu khi mà mình xa cách nhau? Dạ, thật ra thì công việc hiện tại của em là nó cũng chỉ tạm thời thôi. Là khoảng 1-2 năm nữa em có thể em sẽ về Việt Nam làm. Cho nên để trong khoảng 1-2 năm yêu xa đó thì em nghĩ mình có thể liên lạc qua cái phương tiện thông tin, công nghệ thông tin. Nhưng mà mình làm sao để mà mình giữ được cái tình yêu, giữ lửa đó được trong mấy năm trời mà yêu xa? Giữ lửa thì không sao chị. Người ta nói sao mặt cách lòng. Một tháng em về một lần mà chị. À, tháng dạ. Về một lần ha. Thì em có thể gặp mặt, chỉ cần chớm lửa là nó đủ cháy rồi chị. À.
đừng có chớm quá, cháy quá là cái ly vô đầu á nha. Mỗi lần mình chớm tí là thế nào nó cũng cháy. À rồi, nhưng mà kế hoạch sau này thì em chưa có kinh nghiệm yêu đương, rồi kế hoạch sau này lập gia đình thì em định lập nghiệp rồi sinh sống ở đâu? Dạ chắc chắn là ở Sài Gòn, tại vì nhà em ở đó. Có làm dâu không? Dạ em nghĩ là tùy bạn gái, thì nhà em cũng dễ, muốn làm dâu thì làm, không làm thôi. Nhưng mà em đi xa vậy nhìn cũng rất là thư sinh ha, em nghĩ mình có phải là mẫu người chung thủy không? Dạ có chị, em một khi quen ai thì em sẽ quen hết lòng, mà từ đó đến giờ em chưa gặp được ai mà để em hết lòng được, tại vì người ta có bồ hết rồi chị. Chuyến này nếu mà được là phải hết lòng nha. Dạ, nhất chung thủy nha. Dạ, phải giữ lửa nha. Dạ rồi, chị thấy được đó, anh chàng rất thư sinh, mặt mày rất baby, bún ra sữa luôn. Em trai hôm nay đi với ai vậy? Bún ra sữa luôn á. Em đi với mẹ và dì em. À, có mẹ dì hả? Chào cô. Dạ, chào cô. Dạ. Chào Quyền Linh. Chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả trên trường quay. Dạ, chào cháu. Dạ, chào bác. Dạ, giờ cô cho ý kiến về cặp đôi trên này như thế nào cô? Cô cũng thấy con cũng hiền, dễ thương. Mẹ cũng thấy được á, coi hai đứa quyết định đi, trao cho nhau cơ hội đi nha. Con yên tâm đi, con của cô á, thì nó hiền lắm, mà nó cũng không có đi mà bay bớm mà ở ngoài, mà đi mà con sợ nó tùm lum ha. Dạ. Rồi hết. Cảm ơn cô. Rồi em gái đi với ai? Dạ em đi với mấy chị đồng nghiệp cho công ty ạ. Rồi chào chị gặp đây. Rồi chào em. Dạ em chào anh Linh, em chào chị Cát Tường. Em tên Hạ, em là đồng nghiệp của Cảm Anh ạ. Dạ. Chị thấy bạn bên đây cũng được đó. Nếu có thể thì tiến tới luôn cũng được. Dạ. Còn bạn cái bé Cảm Anh này á, nó bình thường nó hiền lắm, nó khờ lắm, nó không có thì giống như nó ra ngoài đường nó chơi, nó không có đi này kia bậy bạ với bạn bè, chỉ biết đi làm rồi về nhà thôi, cho nên là có gì đừng có ăn hiếp nó nha. Trời ơi, không biết ai ăn hiếp ai à, không biết ai ăn hiếp ai à. Nói chung là ủng hộ đúng không, cặp đôi này? Dạ, ủng đúng hộ rồi. Đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi, cảm ơn. Thôi giờ cho hai đứa quyết định ha. Cho đôi trẻ gặp nhau đi, kéo rèm. Mở rào. Chào em. Chào anh ạ. Chậm chậm từ từ thôi nha, đừng có bang bang vô đi nha. Cảm ơn anh. Em tên Anh đúng không? Dạ. Dạ, tên của em nha, chứ không phải là gửi anh. Dạ. Cảm ơn anh. Là sao? Tại vì cái câu này nó vô tình nó gửi, có chữ gửi ở đầu. Gửi anh. Tên bạn tên Anh. Em đọc đi em, đọc đi. Gửi anh chút nắng của ngày, chút hương của lá, chút mây. Chút mây của trời. Dạ. Sao lựa được cái đó hay vậy? Em cứ treo nó ở cái chỗ mà em hay đi ra ngoài á. Chứ mỗi lần em đi ra ngoài đường, em đi chuẩn bị đi làm, thấy câu này. Dạ. Là ngày nào em cũng, anh cũng gửi em cái đó. Dạ. Chút nắng của trời. Dạ. Trời nhìn anh trẻ quá. Hay quá ha. Anh thấy em sao? Em rất là dễ thương. Mà anh không ngờ là em lại bạo lực như vậy. Thì ai xâm nhìn phạm em bạo lực thôi. Nhìn em rất là hiền luôn á. Không, em hiền thiệt, đối với những người nào đụng tới em thì em mới giữ. Dạ. Em không biết là em có dễ bắt chuyện không? Có anh. Có. Lỡ có khi nào em hiểu lầm người ta là người ta muốn bắt chuyện làm quen với em mà em tưởng là người ta sàm sỡ em không? Có. Có vài trường hợp đó xảy ra. Dạ. Em có câu hỏi gì với anh?
Anh thấy nếu mà một tháng anh bay về một lần, gặp một lần như vậy thì thấy ít không? À, ít đấy em, thật sự là thấy ít. Tại vì hiện tại là anh về mỗi tháng anh về một lần mà mẹ anh cứ la hoài, nó về dù hoài đúng tiền quá. À, nhưng mà anh quan điểm của anh là tại vì anh muốn về nhà anh gặp ba mẹ anh. À, anh ở nhà anh thấy thoải mái nhất, và nhiều khi có thể là ba mẹ anh hiện tại anh có thể gặp được, nhưng mà biết đâu tương lai gần hay tương lai xa gì đó anh không thể nào gặp được. Cho nên anh phải trân trọng những cái gì anh hiện có. Dạ. Dạ. Đó quan điểm của anh hiện tại. Còn một tháng mà anh về một lần, mà nếu mà anh có người yêu thì chắc anh sẽ về nhiều hơn. Cho chừng mẹ la. Coi chừng mẹ la. Lỡ mẹ la sao anh? Hay là có thể là anh về một lần, nhưng mà một lần về nhiều hơn. Một lần về nhiều ngày đúng về không? Về một tuần hay là... Dạ. Vì đi làm tháng mà về tới tuần lễ ra đủ việc sao trời. Thì một tuần sếp có lao mà. Chắc không sao đâu em, tại vì ngày phép nó cũng nhiều. Dạ. Em hỏi thử anh, ví dụ như anh về em tháng anh về thăm em rồi xong rồi cái anh bút vé cho em qua thăm anh thì em có đi được không? Mình đỡ được cái nghỉ bị đuổi việc, hỏi thử biết đâu. Em có bắt bo chưa? Em chưa anh. Chưa. Dạ. Vậy là Noel này đi làm nha. Dạ. Được không? Người ta có chân ý chân thành, người ta mời qua là để chơi cho biết chỗ người ta làm, biết Singapore, chứ không có ý gì đâu, đi chơi đừng có mang theo cái ly. Không phải xăm sở đâu nha. Đó. Không có. Ví dụ như em qua bên đó thì mở như thế nào? Thì có thể là em sẽ ở khách sạn nào đó. Em ở khách sạn với ai? Thì ở mình em chứ sao anh sao ở nhưng, với nhưng mà em có một cái nhược điểm là em không bao giờ ngủ một mình được. Em rất là sợ ma. Vậy nếu trong trường hợp mà em đi chơi thì em ở với ai? Em đi chơi, nếu mà đi với mấy chị đồng nghiệp thì em ở ngủ chung với mấy chị đồng nghiệp thôi. Ý nên là gì rồi? Tôi nói không ngủ mình bên Singapore đó. Ly anh. Ly. Cái ly. Cái ly anh. Bây giờ bút khách sạn thì em nằm ở trên giường rồi ảnh nằm ở dưới đất, ảnh bảo vệ ma được không? Dạ được, nhưng mà mua cộng dây xích. Cái gì? Cái gì? Mua cộng dây xích xích lại. Xích ai? Xích ảnh hả? Xích ảnh làm như xích chó vậy bà. Người ta hứa, người ta uy tín, người ta đúng không em? Dạ. Em căng uy tín quá. Không? Căng anh quá. Hứa uy tín không? Anh hứa tôn trọng đối phương không? Uy tín em. Nếu em rảnh thì có thể anh sẽ mời em qua đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà có xích không? Nếu mà anh tôn trọng đối phương thì em sẽ không xích. Vì tôn trọng thì em nằm giường ảnh dưới đất, hoặc là em nằm dưới đất ảnh nằm trên giường. Được không? Dạ được. Có cái ly không? Dạ không. Được. Nhưng mà nhìn tướng em sao bay bi quá, em thấy coi chừng thấy giống như là chưa có đến tuổi là giống như chưa được 18. Giống như chưa được 18 vậy trời. Em yên tâm, có thể là em nhìn anh nhìn nó không, có thể là không chững chạc lắm, nhưng mà suy nghĩ của anh thì có thể nói là cũng không phải là nhỏ, không phải là trẻ con quá. Trời, đi học ở đây đi qua trong kia làm trợ lý cho một ở nước ngoài thì không phải đơn giản đâu nha em. Dạ. Tại nhỏ con thôi, cậu ấy thông minh lắm đó, lanh lợi lắm đó. Thôi nhát chút xíu thôi. Quan điểm về tình ly. Yêu sao nè, nếu mà yêu nhau sau này thì chuyện kinh tế trong gia đình ai quản lý? Con cái như thế nào? Kinh tế thì thường thường là em sẽ để vợ quản lý. Nhưng mà trước khi mà vợ quản lý thì vợ phải qua một cái khóa sát hạch. Sát hạch, dạ. Ai sát hạch? Em sẽ sát hạch vợ em sao? Tôi thử có khả năng quản lý tài chính hay không. Em sẽ vợ thì quản lý tài chính, nhưng mà em sẽ giám sát bằng cách là sao kê ngân hàng hay gì đó. Thì mọi tiền bạc để trong một tài khoản ngân hàng thì chi ra thì vợ sẽ chi. Còn khi nào muốn coi lại thì em sẽ coi sao kê đó, thì em giám sát được. Thì giống như nhà nước thôi, có cơ quan thực thi thì phải có cơ quan giám sát, nó mới hiệu quả. Trời ơi, nó mới hiệu quả cái bộ máy. Thấy sao? Bạn gái thấy thế nào? Cũng không có vừa đâu nha. Thấy cũng hơi khó nha. Cũng khó lắm á. Lạm phát không được rồi.
Rồi, cái đó mình tính cái tương lai lâu lâu thôi. Bây giờ chuyện con cái thế nào mình trao đổi nhau luôn đi. Em nghĩ là chuyện con cái thì bạn có vẻ hơi sớm, nhưng mà cái mong muốn của em là sẽ có hai đứa con, một trai một gái. Ủa không đẻ được con trai thì sao trời? Thì hai đứa là dần. Còn em thì sao? Em lúc giờ cũng dự định là nếu mà sau này có bé thì chỉ một bé thôi. Một thôi. Một. Em có mong muốn gì không? Ví dụ lập gia đình sinh con, em có mong muốn gì không em gái? Trong cuộc sống em mong muốn cái điều gì? Nói luôn. Nếu mà trước khi lập gia đình thì em muốn giống như em và bạn trai sẽ phấn đấu để có một cái nhà trên thành phố này. Để nếu mà sau này có con, có bé nhỏ thì cũng đỡ, không có chạy chật vật đủ thứ, tiền nhà, rồi tiền sữa, tiền tả, đủ thứ. Gì nữa? Trong cái môi trường em làm vaccine tiêm cho thường là mấy bé, thì em cũng thấy mấy bé nhỏ nhiều khi 2 tháng, 3 tháng đến trung tâm để tiêm á, thì đi bằng xe máy á, nhiều khi thấy tội lắm. Nhiều khi trời bão, trời gió, mưa, nắng, đi rất là tội. Thì nếu mà được á, nếu mà có khả năng thì hai người cùng phấn đấu để mua một chiếc xe ô tô nhỏ cũng được. Nếu như không, mình không có đủ tiền để mua thì mình có thể mua góp. Nếu mà hai người có phấn đấu, có dự tính. Ý tưởng về bạn trai thấy thế nào? Em thấy về mặt tài chính á, thì mua ô tô trả góp theo ý của bạn gái á, thì theo em đó là một ý kiến hay. Nhưng mà nó cũng là một gánh nặng tài chính nếu như mà hai đứa còn quá trẻ. Nhưng mà tiến tới hôn nhân sanh bé còn xa, còn khá là rồi, xa. Rồi bây giờ á, chúng ta nói gì với nhau, những cái điều gì chúng ta đang nghĩ trong lòng á, nhìn thẳng vào nhau, các bạn nhìn thẳng vào mắt nhau, những cái gì bạn suy nghĩ về đối phương mình nói ra hết đi. Chúng ta có 30 giây để nói điều đó. Bắt đầu. Nếu mà có cơ hội anh được quen em thì em đừng có ăn hiếp anh nha. Dạ. Bạn trai đứng lên nè, mình có thể tiến tới hát tặng bạn gái hay là tỏ tình với bạn gái gì đó, nắm tay bạn gái cũng được. Hát là gì? Chứng tỏ mình trưởng thành chút đi. Bây giờ ta tưởng là dưới 18 cộng đó, đúng đó. Rồi đó, hơi ái ngại đó. Anh sẽ hát em một bài, mặc dù anh hát rất dở, mà cái bài này anh cũng mới tập có vài lần thôi. Thấy anh đứng lơ ngơ bên thềm, trông anh có lẽ đâu không ngờ, ngôi sao lung linh lúc xa lúc gần, chợt nghe nhớ mong anh làn thênh. Người ơi cho anh xin em một nụ cười, nụ cười xin đưa cho anh bình yên giữa cuộc đời. Cho anh xin em một lời nói thôi, chúc anh ngủ ngon. Nói đi, nói cái gì đang trong lòng mình đang nghĩ gì, nói đi. Em rất là dễ thương. Anh không nghĩ là em bạo lực đâu. Anh hoài vậy, cái bạo lực hoài vậy trời. Dễ thương là anh muốn cái gì á? Nhìn anh em rất là hiền luôn. Anh muốn gì? Anh muốn... Em đừng bạo lực. Anh muốn em gì? Em cái được không? Anh muốn sao? Anh nắm tay em cái được không? Dạ được. Đó trời ơi, vô liền. Không có ly đâu sợ. Bạn gái cảm nhận thế nào vậy? Cảm nhận về anh thế nào? Em thấy anh thư sinh quá. Em sợ anh lăng nhăng thôi. Thư sinh là đồng nghĩa với lăng nhăng anh, hai em. Dạ. Em có gì nói em? Không anh. Nắm tay cảm giác thế nào bạn trai? Em cảm giác tay bạn nữ rất là lạnh. Nắm hai tay cảm giác bạn nữ thế nào, cảm xúc thế nào chứ không phải là lạnh. Bữa bên kia nắm tay là được nha, mà bên kia hung tay cái là cái ly vô đầu đó. Giờ em nhớ cái ly em ớn quá. Vậy nghĩ là xúc tiến làm passport cho cổ đi chơi được rồi. Anh không có dám làm gì đâu, anh đứng khoanh tay không à, anh sợ. Em nói đi, hỏi đi. Hỏi chừng nào anh làm bắt bò cho em được. Nếu mà em với anh rảnh á, thì mình cùng có thể cùng đi làm bắt bò. Dạ. Dạ. Là tối em cứ yên tâm ngủ, anh sẽ đứng khoanh tay canh mắt ma cho em. Anh không dám làm gì đâu.
không cái hứa cái vụ đi Singapore đó nằm ở dưới thì không có em hãy tự tin tưởng anh gì đó thuyết phục cổ đi. Tại vì em cũng nghĩ là bạn nữ có thể ở ngủ nó một mình mà chị, tại vì em yên tâm anh sẽ huấn luyện cho em có thể ngủ một mình. Em đã tập nhiều lần rồi không ngủ được, đợi mặt trời mọc em mới ngủ. Ok vậy anh sẽ ráng thức. Anh sẽ ráng thôi nha, còn chuyện anh thức hay không thì anh không biết nha. Nhưng mà anh thấy nếu mà anh thức mà em ngủ là hơi có vấn đề á. Sao được còn mệt quá. Thôi được rồi, về đây bạn. Rồi xong. Thì chứ khổ tâm cặp này quá giống như là nãy giờ á, đủ tuổi vậy đó. Những cái câu chuyện chúng ta bàn với nhau rồi rất nhiều đây. Ha. Mắt đã nhìn nhau rồi ha. Chúng ta tự hiểu đi, cần phải làm điều gì đúng trái tim của mình nha. Để tay nó quấn đi bạn trai. Đó. Ánh mắt đã đối diện ánh mắt rồi, kiểm tra lại con tim của mình lần nữa đi. Nhìn kỹ bạn gái lần nữa kìa. Nhìn coi. Đá lông nheo có được không? Ly anh ơi. Ly anh ơi. Ly đâu mà ly hoài, ông này ông ám ảnh cái dù cái ly là thiệt tình. Sợ cái ly hoài. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là trao duyên cho nhau, bấm nút là chúng ta tìm hiểu, hẹn hò để mà tương lai lâu dài tiến tới hôn nhân. Sao nha. Lâu vậy anh? À, sao lâu vậy? Cái ly nó quá ấn tượng. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi mời em. Mình bấm rồi. Nhấn hoài. Phải bấm sâu vô mới được. Sao nhấn chậm vậy? Phải bấm sâu vô mới được mày không biết. Em nhấn nhiều lần rồi nhưng mà phải bấm sâu vô nó mới chậm. Đúng rồi. À, anh hôn em á, trai hôn gái thì bình thường rồi. Giờ em có muốn hôn anh không? Trời ơi. Ta bị ấn tượng cái dù cái ly á. Ấn tượng cái ly đó. Đúng rồi, anh hôn em là có sao đâu. Vậy em hôn tay anh nha. Hôn tay hả? Hôn tay được không anh? Có cái ly. Phải hôn má mới được. Đúng rồi. Đó, phải hôn má mới được em. Đúng rồi. Không hôn má đâu. Hôn má mới xuống đây được, em muốn đứng đây hoài à. Thôi hôn tay anh. Nắm tay trước đi. Nắm tay trước đi. Hay vậy để anh hôn em. Anh hôn tay đi. Không được, ở đây là phải hôn má. Hôn má mới xuống. Ai muốn hôn ai hôn mà phải hôn trán đi. Không được. Dạ ai không ai? Nếu mà mình chấp nhận bấm nút vì trái tim của mình thì cái nụ hôn má không là gì cả. Nó chứng minh được vậy mình thôi, bấm. Anh hôn em đi. Hứa nha, không có cái ly nha. Dễ thương lắm đó. Không có gì đâu. Rồi, nói chứ nãy giờ chọc các bạn dễ thương lắm ha. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm hiểu nhau thật kỹ để đi đến một quyết định rồi sau đó thông báo chúng tôi nha. Dạ. Những cặp đôi như thế này cũng thường thông báo chúng tôi sớm lắm. Nói vậy thôi chứ khó, không có khó đâu. Dạ. Vừa có đếm gì trơn là bấm nút trước rồi nha em, chị báo đây cho là em biết. Những chiếc vé xem phim cùng gặp Cinebox 212 chiến thắng. Ở đó có không gian rất là lãng mạn, đến đó để mình yêu nhau, mình hôn nhau. Dạ. Nhưng mà đừng đem ly nha. Em là bấm nút hơi chậm đó, cổ là chưa đếm là cô đã đỏ đèn rồi đó. Dạ. Đây, dành tặng cho hai bạn một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ áo cưới Alet. Một cặp gối của nền cao su Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. 25% là cái phiếu giảm giá dành cho các bạn. Yeah. Rồi, cố gắng ha, yeah. Hiểu nhau thật kỹ ha. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn. Quà kìa. Đây, hộp mực về viết tên nhau trên cái tờ đó đi. Yeah. Rồi dẫn nhau đi làm passport luôn đi nha. Rồi, mời hai bạn. Rồi. Dạ, cảm ơn. Nắm tay, nắm chờ tay. Chờ bạn gái đi trước đi, nắm tay vô. Nào, tròn tay vô nào. Hết tay đi nắm rồi. Bạn gái đâu, tròn cái tay vô. Quà, nó bỏ hết trơn luôn rồi. Anh ha. Bạn gái tròn cái tay vào, cho nó tình cảm. Đó. Đó. Rồi, chờ lên đường. Tèn, 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 tèn. Tèn, 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 tèn.